They would be said produces one of the main symptoms of monstrosity. Yeah. Yeah. Did you do that? Oui.
2 minutes 49.
Allez, j'ai mis en pause, on va commencer comme ça l'atelier. Tu l'as répété? Donc, du coup, c'est toi qui commence, Francine. C'est le même qui était sur la même page. Ah, c'est celui-là par la fermière. C'est avancé, tu vois, Tu avais avancé dans les pages? Non, c'était sur le côté. Sur le côté. Ouais, mais tu sais, changement de support entre le portable et l'autre, ça arrive par ici. Ça s'appelle l'installation de la chorégraphie présentée par l'infirmière. L'installation de la chorégraphie. Parce que c'est un clavier quartier. Ah, c'est celui-là, c'est 25 minutes 30, c'est celui-là. Ah, c'est BTS, c'est BTS. Vous connaissez BTS? Tu veux y aller? Ça te plaît de parler ou pas? Pour le moment, qui c'est qui va nous traduire? Tu vas traduire? Bonjour, rebonjour à tous. Fais un tour de table. Vous êtes prêts ou pas? Oui. Pour cette deuxième partie, vous allez voir qu'on va essayer de commencer dès maintenant les ateliers, que ce soit le plus interactif possible. Donc, il y a Franck qui va vous présenter un diaporama sur les pièges. Mais avant ça, on voulait vous montrer l'installation de la polygraphie en pratique. Et encore avant ça, on aurait voulu faire un tour de table pour savoir qui sont les participants et quelle est votre expérience. Si vous avez déjà vu poser une polygraphie, si vous avez déjà lu des tracés, en sachant que dans cette seconde partie, on va insister sur la lecture des grands faux éléments. Xin chào các bạn, thì buổi chiều hôm nay phần thứ hai của chúng ta thì giáo sư Frank sẽ nói về các cái sai lầm và cái cạm bẫy khi mà chúng ta đo đạc hô hấp và giấc ngủ. Tuy nhiên thì trước đó tôi muốn giới thiệu với các bạn về cái việc mà chúng ta tiến hành cài đặt và thiết lập cái kết quả đo đạc khí giấc ngủ như thế nào. Sau đây chúng ta có thể là thảo luận với các bạn một chút xem là những ai trong chúng ta ở đây đã tiến hành đo đạc khí hô hấp, đo đạc khí giấc ngủ rồi, để xem là mọi người đã biết được cái phần này chưa. Ils se présentent, ils peuvent se présenter. Ils disent leur spécialité et puis s'ils ont déjà suivi des cours d'études des années avant eux. Thì mọi người đây là người có ai là đã sử dụng cái này chưa? Mọi người đo đạc khí hô hấp và đo đạc giấc ngủ. You can start if you want. La polygraphie. Ah, t'as déjà utilisé? Elle a déjà utilisé alors la polygraphie. Elle a dùng thử rồi chưa? Rồi, nhưng máy không phải máy Cilex đâu, máy của em là máy của Cilex. C'est tous des pneumologues? Oui, c'est tous des pneumologues. D'accord. Oui, c'est pas des internes, c'est des médecins pneumologues déjà. Oui. Tous les médecins. D'accord. Les médecins, ah, ils ont tous utilisé la polygraphie déjà ou pas? D'accord, on est là, dans la plus haute. On a qui là? Faut lever la main. Il y a que quatre personnes qui. Ah, il y a que quatre.
Donc ça fait que, c'est-à-dire que personne ne l'a fait. Combien levez la main. Levez la main. Déjà... Ceux qui ont déjà utilisé la polygraphie. I'm Lord Zoe. I'm at the Lord. Tu n'as que 4. 1, 2, 3, 4. 4 personnes, d'accord. Et bien pour eux. Et qui a déjà suivi les cours du TIU l'année dernière ou l'année d'avant ou encore avant? Ah oui, tu vois. Ça manque la pratique quasiment. Raise your hand very high. C'est toute la table quasiment qui a déjà fait le cours. Il n'a pas pratiqué, donc c'est la deuxième année. Ah oui, c'est comme s'ils avaient. Bon, il faut améliorer ce point. Parce que tu sais, en pédagogie, il faut chercher à s'améliorer. Donc, c'est vrai que là, on dit s'ils ont bien tous fait le DU l'année dernière, mais pas encore assez utilisé, c'est ce qu'on vient de comprendre. Vous êtes d'accord ? Sauf 4. Donc, on va vous montrer, on va essayer de faire la traduction de l'installation du polygraphe. Donc, il y a le docteur Martin qui a montré toute la partie théorique. Maintenant, on va vous montrer en pratique comment on le fait. Donc, en France, par exemple, ça dépend des structures de soins. Et le plus souvent, il y a une infirmière qui reçoit le patient et qui va installer le dispositif. Alors, des fois, c'est une infirmière ou parfois, c'est des étudiants en médecine qui, comme ça, ça leur permet de gagner un peu d'argent. Et il y a d'autres cabinets, par exemple, en médecine de ville, parfois, c'est la secrétaire du pneumologue qui installe le dispositif. Mais en tout cas, c'est toujours la même façon de l'installer. Bây giờ thì buổi sáng này chúng ta đã nói về cái bài giảng về lý thuyết, về đo đạc khí hô hấp và giấc ngủ. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái cách mà chúng ta cài đặt cái hệ thống đo đạc khí hô hấp. Thì cái này ở với cái mô hình ở Pháp thì thông thường là điều dưỡng sẽ là những người tiếp đón cũng như là tiến hành cài đặt cái hệ thống này. Tuy nhiên ở một số cái phòng khám, một số cơ sở khác nhau, có thể là thậm chí là những sinh viên y khoa, người ta cũng có thể đi làm thêm để người ta cài đặt cái hệ thống này. Hoặc là một số nơi là có thể là những cái thư ký y khoa cũng có thể tiến hành cái cài đặt này và tiếp nhận bệnh nhân để cài đặt cho bệnh nhân. On va vous montrer un film de 5 minutes avec Franck. On va vous le décrire et on fera des arrêts pour que tu refasses la traduction. Oui, ça va. Et chúng ta sẽ faire một cái video khoảng 5 phút. Sẽ gọi xem mô hình và sẽ dịch. Và xin chào, tôi sẽ tiến hành đo đăng ký hôm nay. Les sangles où il faudra remettre et en vert fluo, c'est les petits scotchs que Mme Amour ramène à la maison. Donc, pour commencer, chacun une petite et vous allez mettre autour de la taille. Vous pouvez mettre derrière vous, là, voilà. Comme ça, et devant, quand on fait le tac, il faut que le petit bouton de pression passe à la voix. Là, les gens ne sont pas bons. Thắp cái dây đấy và cho cái nút ở phía trước. Tức là đây thì điều dưỡng người ta sẽ gặp bệnh nhân và người ta giải thích về cái thủ thuật đo đăng ký hô hấp đúng không ạ? Chỉ cái kênh mà người ta sẽ thiết lập để đo các tín hiệu trên người. Sau đấy hướng dẫn bệnh nhân lắp cái kênh mà để đo, đầu tiên là cái đai ở bụng, yêu cầu bệnh nhân lắp và kéo xoay cái phần khóa phía trước. Vous voyez là c'est l'exemple, ça c'est le patient qui est convoqué et il est reçu par l'infirmière. Elle a présenté tout le matériel et là, elle va lui expliquer comment on fait toutes les installations. Mais quand ils viennent dans la journée, on fait l'installation et le patient retourne dormir chez lui. Donc, en même temps, elle lui explique le matériel, mais en même temps, il faut qu'il puisse le remettre en place quand il rentre chez lui. Ou en tout cas, qu'il sache le remettre si ça se décroche. Là, thì, bệnh nhân, điều dưỡng người ta sẽ giải thích về các cái thiết bị đó. Cho bệnh nhân đúng không ạ? Bệnh nhân thường là bệnh nhân tự đến như này thì thường là bệnh nhân sẽ đến vào ban ngày. Đấy, sau đấy người ta sẽ giải thích các cách lắp các đặt cái thiết bị. Đấy, sau đấy bệnh nhân sẽ trở về nhà và lắp và tiến hành đo vào ban đêm. Đấy, sau đấy người ta có thể quay trở lại để tháo cái thiết bị ra. Et là, alors ici c'est la partie où on commence par les sangles. Vous vous souvenez, le docteur Martin vous a montré quand on lit le signal thoracique abdominal pour savoir si c'est obstructif ou central. C'est à partir du mouvement des sangles. Donc, c'est très important de bien les installer, ni trop serrés, ni trop lâches, comme on dit.
pour qu'il y ait du mouvement, pour après pouvoir interpréter les signaux. Là, thì chúng ta sẽ cái phần ở đây là một cái phần rất quan trọng là người ta hướng dẫn đo để lắp cái kênh mà đo ngực bụng giống như cái phần mà bác sĩ Mắc Tanh đã giảng vào sáng nay. Thì cái này nó rất quan trọng để chúng ta đánh giá các cái cử động ngực bụng và đánh giá các biến cố về hô hấp. Et donc il y aura deux, il y a deux sangles, il y a une sangle abdominale et une sangle thoracique. Donc là tout de suite c'est la phase d'installation des sangles. Donc il va y avoir plusieurs câbles et plusieurs capteurs, et tous les câbles et les capteurs, ils vont être fixés sur un petit boîtier. Donc c'est pour ça qu'elle, là c'est le boîtier, elle installe le boîtier sur le bras du patient, parce que tous les petits capteurs, ils vont être branchés au boîtier. Tất cả chúng ta thấy là nó sẽ có rất nhiều cái dây cái cáp tín hiệu, đúng không ạ? Và những dây cáp tín hiệu nó sẽ được cố định và được nối vào cuối cùng bởi một cái thiết bị rất là nhỏ, cái hộp rất nhỏ trên bàn tay. Người ta đặt cái hộp này trên cái bàn tay, cái tay. Vous voyez, donc ça c'est le saturomètre. Vous vous rappelez, il y avait un signal de saturation. Donc il y a, pour l'instant, on a mis trois capteurs. On a mis le saturomètre et la sangle thoracique, la sangle abdominale. Pour l'instant, on en a mis trois. Cái phần cái kênh vừa rồi đó là cái kênh để đo cái độ bao của oxy máu, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta có ba cái kênh là như gì đấy, một là kênh ở bụng, kênh ở ngực, kênh thứ ba là kênh đo độ bao oxy máu. Nó không cần ngón tay nào cũng được, nhưng mà không cần quá chặt. D'accord, donc ça c'est le micro. Dans un des capteurs, il y a le micro qui va aller directement à hauteur de la trachée pour enregistrer les ronflements. Bon, cái kênh nữa là cái kênh mà chúng ta đo để đặt cái cùng chiếc khí quản đó trên máy. Tức là để mà gắn cái bọc tờ giấy nhỏ đấy thôi. Đặt cái vùng ở trước cổ, nhân hơi nửa cổ một chút. Để mà chạy nó không rơi vào đêm thì người ta dán cái bọc dính vào vùng cổ nữa. Voilà. Et ça, ça sera à mettre sur les deux élastiques qu'on a traduits tout à l'heure. Et pareil, sur mon petit dessin, les petits boutons bleus en haut et les rouges en bas. Tức là lắp hai cái kênh tín hiệu và cái cáp và cái đường ngực bụng. Ở trên thì sẽ là màu xanh, và ở dưới thì là màu đỏ. Tout à l'heure, elle a commencé par installer les sangles, mais maintenant c'est les capteurs de mouvement des deux sangles. Donc aussi, elle est en train de les fixer. Et ces petits capteurs, ils sont aussi connectés au boîtier qui recueille les informations. Donc là, c'est une explication supplémentaire. Comme c'est des clips, quand vous fixez les clips, même si vous utilisez un autre matériel, il est en train d'expliquer qu'il faut, pour bien enregistrer le signal, il faut bien connecter le clip à la sangle. D'oxygène, mais il n'y a pas d'oxygène dedans. C'est quand vous allez respirer que l'air va passer dans le petit tuyau. Et le dernier fil qu'elle va mettre dans les narines, c'est le capteur,
c'est le capteur de flux nasal. C'est là où on voit, quand on voyait tout à l'heure sur les tracés, quand on voyait le flux nasal, le débit, donc c'est sur ce dernier capteur. Quelques cours de là, quand il y a un débit, on vient d'or, on vient de bruit, ça c'est là, c'est quand même, ils ont mis des airs aussi, qu'il y a un bruit, des chambres, mais là, quand même, c'est là, des chambres, pour aussi, là, on a des airs, les dors, les débits, on ne peut pas vous en, je ne peux pas le faire, mais aussi, et vous tenez toujours le petit lien et vous mettez quelques cours, tout là, voilà, et ensuite vous touchez le fil sur le trou. D'un patient qui va avoir l'enregistrement en ambulatoire, c'est-à-dire il va dormir chez lui. Donc là, il est venu voir l'infirmière dans la journée, elle lui a expliqué comment on faisait l'installation, il rentre chez lui, dormir chez lui, et le lendemain, il ramène le matériel. Donc là, elle le reçoit le lendemain matin. Prévoir un endroit pour poser les capteurs sans les allumer. Brancher le matériel dans la sacoche. Voilà. Et donc, ça c'était pour l'installation. Il est bien sur le fil. Et donc, tous ces signaux, il y avait un petit. Avant l'installation, il y a un paramétrage à partir du logiciel que le docteur Martin vous a montré. Et quand l'infirmière ou le technicien récupère le matériel, et ben, tout l'enregistrement du petit boîtier va être transféré dans le logiciel. Et donc, le logiciel va donner les captures d'écran que vous avez vues tout à l'heure et qu'on va revoir encore ensemble. Donc au total, si on veut résumer, il y a toujours au moins le signal d'oxymétrie, la sangle thoracique, la sangle abdominale, le micro de l'éronflement et le capteur de flux nasal. Vous voyez, il y a toujours au moins 5, c'est-à-dire que quand on va regarder le tracé sur le logiciel, il y aura toujours 5 signaux essentiels. Vous voyez, tout à l'heure, quelqu'un a posé la question sur le son trachéal et le son d'éronflement. Ce n'est pas toujours obligé. Ça dépend comment vous avez paramétré le logiciel. Il faut toujours au moins le capteur de ronflement. Là, ici, vous avez juste une canule nasale. Et la respiration buccale, elle est donnée par le son, là, ici, au niveau de la trachée. Je vais vous montrer des phrases. Si jamais on n'a pas ce capteur-là au niveau de la trachée, il faut obligatoirement que la canule nasale soit associée avec une thermistance buccale. Il faut absolument qu'on ait la respiration du nez et de la bouche d'une façon ou d'une autre. Tùy vào một số cái phần mềm, số cái thiết bị thì nó có thể đo, có thể có 2 cái tiếng, như là sáng chúng ta đọc bằng nó hỏi tiếng sông 1 và sông 2, một cái đo cái máy và một cái đo cái tiếng thở và khí quản. Thì về cái đo mũi thì cũng có những cái phần mềm, những cái cân thiết bị riêng, nó có cho phép đo cả cái lưu lượng qua mũi và lưu lượng qua miệng để phát hiện được lưu lượng thở khi mà bệnh nhân thở miệng. Pour des questions d'hygiène, c'est bien de mettre les sangles sur un t-shirt pas directement au contact de la peau, pour l'hygiène des sangles, pour éviter de l'avoir à les nettoyer et les abîmer.
长的也是普通的。 Il faut avoir bien conscience que la polygraphie ventilatoire, très souvent, ça suffit pour faire le diagnostic. Et par rapport à la polysomnographie, l'intérêt, c'est que ça coûte beaucoup moins cher et que ça prend beaucoup moins de temps à faire. Lire une polygraphie ventilatoire, c'est 30 minutes. Lire une polysomnographie, c'est 1h30. Il faut obligatoirement lire les tracés de polygraphie ou de polysomnographie parce que les logiciels se trompent souvent. Je vais essayer ici de vous montrer les limites de chaque examen et quelques pièges pour scorer les événements. Jérôme a 35 ans. Il est fatigué depuis 10 ans. Et il dort bien, il dort 7h30 par jour. Il dort. La flèche, elle est là. Il dort 10 heures quand il est en vacances, il dort plus en vacances, mais il est toujours aussi fatigué. Pourquoi je précise ça? Parce que la dette de sommeil, c'est une des causes les plus fréquentes de fatigue et de somnolence. Donc même quand il dort plus, il est toujours fatigué, et ce depuis 10 années. C'est pas marqué sur la diapositive, mais il est un peu gros ce monsieur, il est un peu fort. Quand on fait des explorations du sommeil, il faut quantifier la somnolence, il faut quantifier la fatigue. L'épueur, c'est disponible en vietnamien et il est ici à 17. C'est donc une somnolence tout à fait importante. La normale, c'est moins de 10. De 10 à 14, c'est une somnolence qui commence à être importante, mais au-dessus de 14-15, c'est quelqu'un qui est très somnolent. Il faut essayer aussi de quantifier la fatigue. Et au Vietnam, on s'est rendu compte en faisant des études que les échelles visuelles analogiques pour la fatigue, ça marchait assez bien. Pour une échelle visuelle analogique,
En dessous de 3, c'est bien. 3 à 5, c'est modéré. Et au-dessus de 5, c'est important. Khi mà người tham điểm này thì dưới 3 điểm có nghĩa là bình thường. 3 đến 5 điểm thì là mức độ trung bình. Còn trên 5 điểm thì là mức độ nặng. Donc ici, là, il chiffre sa fatigue à 8. Il est très fatigué. Và bệnh nhân này thì cái tham điểm này là 8. Thì thấy là bệnh nhân rất là mệt mỏi. Dans les explorations de sommeil, toujours, on va regarder si les gens ont un syndrome dépressif. Il faut donc des questionnaires de dépistage de dépression. Và để mà đánh giá, trước khi đánh giá về một cái thăm dò giấc ngủ, chúng ta cần lưu ý đánh giá cái tình trạng về trầm cảm cũng như là tinh thần của bệnh nhân. Và chúng ta sử dụng cái thang điểm về trầm cảm để đánh giá. Pourquoi est-ce qu'il faut rechercher une dépression à votre avis? Theo các bạn thì tại sao chúng ta lại phải sử dụng và đánh giá trước cái dấu hiệu về trầm cảm của bệnh nhân? Theo mọi người, mình cho ý kiến. Pourquoi quand on explore le sommeil, il faut rechercher la dépression? Tại sao khi chúng ta đánh giá về giấc ngủ, chúng ta bắt buộc phải đánh giá về trầm cảm? Parce que la dépression peut causer la influence, malveillance, la sommeil. Oui. La dépression peut entraîner de la fatigue et de la somnolence. La dépression peut entraîner un mauvais sommeil. Vì trầm cảm nó có thể gây ra cái tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ, cũng có thể làm suy giảm cái chất lượng giấc ngủ của nhân. Et les syndromes d'apnée du sommeil peuvent entraîner des dépressions. Và kể cả trường hợp mà có hội chứng ngưng thở khi ngủ, cũng có thể gây ra cái tình trạng trầm cảm. Ici, on a utilisé un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Beck. Il a un gros syndrome dépressif. La normale, c'est moins de 10. Et là, il est à 22. Il a un fort sentiment de dépression. Ở đây, chúng ta sử dụng cái thang điểm Beck. Thang điểm này đánh giá tình trạng trầm cảm. Chỉ số bình thường của nó là dưới 10. Thì bệnh nhân rõ ràng là với cái chỉ số này, bệnh nhân có tình trạng trầm cảm rất là nặng. Et puis, il s'endort quand il conduit sa voiture. Donc, il a un trouble du sommeil qui est sévère et dangereux. Và bệnh nhân có cái tình trạng buồn ngủ khi mà lái xe. Và rõ ràng khi mà bị cái hiện tượng buồn ngủ này thì nó sẽ rất là nguy hiểm. On lui fait une polygraphie et on voit. Là-haut, ça c'est l'ensemble de la nuit. Vous avez ici les ronflements. Đây là cái phần mà cái kênh đầu tiên trên cùng là toàn bộ chu kỳ giấc ngủ, đúng không? Trên cùng là phần vừa rồi là cái phần tiếng ngáy của bệnh nhân. Sur cette ligne là vous avez les arrêts respiratoires et il y en a pas beaucoup. Ở cái phần dưới này là các cái biến cố về hô hấp giấc ngủ mà chúng ta thấy là nó không quá nhiều. Et ici vous avez le taux d'oxygène. Và đây là cái nồng độ oxy. Et alors, les résultats sont index d'apnée hypopnée à 6 par heure, un ronflement qui est important, 36% de la nuit, et des chutes d'oxygène à 6 par heure. Donc, pas grand-chose. Chúng ta thấy rằng ở đây thì cái chỉ số ngưng giảm thở của bệnh nhân thì nó là khoảng 6 cơ trên giờ. Đấy, cái chỉ số tiếng ngáy thì nó chiếm rất là trầm trọng, chiếm 36% cái tổng thời gian ngủ của bệnh nhân, và cái có cái hiện tượng là giảm cái độ của bão hòa oxy máu ở đây, nghĩa là chúng thấy rằng là có vẻ các cái thông số này nó không tương đồng nhau, không phù hợp. Qu'est-ce que vous proposez à ce patient? Các bạn có kết luận gì về bình luận gì về cái bệnh nhân này không? Qu'est-ce qu'on fait? Chúng ta sẽ làm gì? Polysomnographie. Oui, c'est unanime. On ne met pas de traitement antidépresseur, non? Non, on fait une polysomnographie. Ok, on fait une polysomnographie. Et en polysomno, on a ça. Un ronflement cette nuit-là qui a été plus important que la nuit d'avant. Chúng ta thấy trên bản ghi đa thứ giấc ngủ thì sẽ thấy là cái tiếng ngáy của bệnh nhân còn nhiều hơn là so với kết quả trước đó. Et ici plein de hypopnée. Pas beaucoup d'apnée,
beaucoup d'hypopnée. Đây rất nhiều cơn giảm thở, đúng không? Rất ít cơn ngưng thở, chủ yếu là cơn giảm thở. Et alors, les résultats sont ici très différents. Và cái kết quả ở đây nó rất là khác biệt. L'index d'apnée hypopnée maintenant, il est à 42 par heure. Chỉ số ngưng giảm thở là 42/h. Et alors, pourquoi est-ce que dans la polygraphie, on n'avait que 6 apnées par heure et pourquoi maintenant on en a 42? Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi? Mọi người có ý kiến đấy, đứng dậy cho ý kiến đấy. Em đứng dậy, Okay, yeah, yeah. Ba. À, không, vừa rồi em thấy các anh chị được nói hết đấy. À, thời gian đánh giá được đúng là bệnh nhân ngủ thực ở bao nhiêu lâu. Thứ hai là đánh giá thêm về ý thức để xác định thêm cái tôn trọng. Bác sĩ sẽ là ý thức về le temps, le temps. Non, pas dans ce cas-là. Ça peut être ça, mais ça là. Dans la biographie, on peut dépister le micro-éveil. Voilà. Donc, c'est un peu le prix des événements. C'est ta réponse à toi ou c'est la réponse à lui? C'est ça. Parce que là, on a 44 micro-éveils avec les événements respiratoires. Et on va reprendre quelques définitions dans 10 minutes. On lui a donc mis une PVC, ok? La somnolence au volant a disparu, l'EPURS est à 10, la fatigue est normale à 3, et le questionnaire de dépression est redevenu normal. Khi mà được điều trị rồi thì bệnh nhân hết cảm giác buồn ngủ khi lái xe, đúng không ạ? Thang điểm Elwood về 10. Đánh giá cái mức độ mệt mỏi thì giá thì chỉ bằng 3 điểm và thang điểm bus thì trở về bình thường. Em muốn hỏi là cái tóm lại là cái việc mà đánh giá là bệnh nhân này có vấn đề thần kinh như trầm cảm hay không thì nó có ý nghĩa gì về cái việc phân tích cái kết quả này hay không? Ví dụ giống như chị Yên vừa bảo là mình phải điều trị cái đấy trước thì mới đọc cái mới phân tích cái bản đấy, có nghĩa là mới đo cái đấy mới phân tích được rồi không mới phân tích hay là nó không có ý nghĩa gì về cái tác động gì nếu bệnh nhân có một cái rối loạn về trầm cảm nên cái việc mình đo đã cứu hấp và việc phân tích cái đó là cái vấn đề. Est-ce que la valeur d'évaluation dépression pour la sonographie, par exemple, on doit traitement de dépression avant faire pour la sonographie ou non? Non, ça fait partie de l'évaluation générale des gens quand ils rentrent dans un laboratoire de sommeil. On doit rechercher s'il y a de l'anxiété, on doit rechercher s'il y a de la dépression. Tức là cái này nó nằm trong cái đánh giá tổng thể. Khi mà bệnh nhân đến để đánh giá một cái rối loạn giấc ngủ thì em phải đánh giá về cái rối loạn lo âu, cái rối loạn trầm cảm của bệnh nhân thì nó là một đánh giá tổng thể chung à, bắt buộc bệnh nhân. Madame Damia. Oui. Je veux dire, du coup, j'ai un commentaire pour alimenter. Nous, on utilise des scores EPURS, le score de Pichot. Est-ce que tu suggères? Alors, on a fait. Officialisé en vietnamien. Oui. Il y a eu deux études qui ont été faites au Vietnam et les. Ah oui. À tout là, c'est dans quoi les thang điểm khác, les thang điểm Pichot, là để đánh giá về tình trạng buồn ngủ hay mệt mỏi. Thì thầy có góp ý về việc sử dụng những thang điểm khác hay không? Il y a eu deux études qui ont été faites, l'étude EPSASI et l'étude SOMNEF. Le professeur Si, par exemple, il a des questionnaires et ces questionnaires-là ont été traduits en vietnamien. Thì chúng tôi đã tiến hành hai cái nghiên cứu EPSASI và nghiên cứu SOMNEF đánh giá về cái tình trạng buồn ngủ bằng những bộ câu hỏi. Hay những cái bộ câu hỏi này nó đã được dịch sang tiếng Việt. Le questionnaire, pour répondre précisément à ta question, le questionnaire Pichot fatigue ne marche pas du tout au Vietnam. Cái thang điểm mệt mỏi Pichot thì nó hoàn toàn không có cái hiệu quả gì khi đánh giá ở Việt Nam cả. Il vaut mieux utiliser les échelles visuelles analogiques. Vậy chúng tôi sử dụng cái thang điểm đánh giá mệt mỏi về thị giác là chủ yếu. Et
quand on utilise le questionnaire Pichot-Dépression versus le questionnaire HAD, qui est traduit aussi en vietnamien, Pichot-Dépression HAD, on a moitié moins de plaintes de dépression avec le Pichot-Dépression qu'avec le HAD. La morale de cette petite histoire, c'est une polygraphie normale n'élimine pas un syndrome d'apnée du sommeil. Mais cette polygraphie n'était pas complètement normale puisqu'il y avait quand même beaucoup de ronflements. Une question qu'on peut se poser pour la polygraphie et pour la polysomnographie, c'est la reproductibilité des examens. Khi mà chúng ta đo từ đo đạc khí hô hấp thì đúng không ạ? Thì sang đo đạc, sang chuyển sang đo đạc khí giấc ngủ đúng không ạ? Thì nó giống như là cái việc của chúng ta tái tạo lại những cái mô hình của bệnh nhân, mô hình trong giấc ngủ của bệnh nhân. Ce qui veut dire que je fais un examen à une personne une nuit, est-ce que c'est valable ou pas valable? Est-ce qu'il va pas faire finalement des événements respiratoires 8 jours plus tard? C'est ça la question. Và nó có cái hiện tượng là có thể là trong khi mà cái đo đạc khí hô hấp này, cái thời điểm ban đầu chúng ta sẽ không thấy những cái cơn ngừng thở, mà nhưng mà chúng ta đo những ngày tiếp theo sau nữa thì nó sẽ thấy những cái biến cố hô hấp nữa. Il y a donc eu une communication intéressante il y a un an et demi au congrès du sommeil à Paris. Et il faut avancer. Et en gros, quand on fait deux nuits de suite, il y a une variabilité de 40% des patients ont une variabilité de plus ou moins 10 apnées par heure. Tức là khi mà chúng ta có cái nghiên cứu, chúng ta so sánh, tức là ở đây người ta so sánh giữa hai cái lần đo đạc khí giấc ngủ và có cái sự giao động khác biệt về cái kết quả. Tức là có 41% bệnh nhân có cái khác biệt về cái chỉ số máy nó từ 10 cơn giờ trở lên. Et donc, dans ce travail-là, on estime que si on fait qu'une seule nuit d'enregistrement, dans 10% des cas, on peut passer à côté du diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil. Chúng ta thấy rằng là rõ ràng khi mà nếu chúng ta chỉ đo một cái đêm duy nhất và bệnh nhân sẽ có khoảng cái nguy cơ là đến 10% là không chẩn đoán được cái hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ nếu chúng ta đo một đêm duy nhất. Alors ça peut être dû aussi beaucoup à la position du patient. Une nuit, il va dormir plus sur le dos, le lendemain moins sur le dos. Donc ça peut expliquer des variabilités comme ça. Thực ra nó cũng có rất nhiều yếu tố để ảnh hưởng kết quả, ví dụ cái tư thế nằm của bệnh nhân, ví dụ người ta đêm hôm nay người ta nằm nghiêng nhiều hơn, nằm nghiêng hay nằm ngửa, thế nó sẽ gây ra cái yếu tố về tư thế và sẽ đến những cái thay đổi của kết quả. Ou j'ai bu de l'alcool ou j'ai pas bu d'alcool. Hoặc là người ta uống rượu hoặc không uống rượu. Et là ils ont fait un autre travail, ils ont regardé une nuit en comparaison avec 15 jours d'oxymétrie. Và người ta tiêu chuẩn đó là đo cái oxy, gọi cái chỉ số oxy là trong vòng 14 ngày. Tiêu chuẩn để đánh giá cái độ bão hòa oxy máu. Et si les 15 jours d'oxymétrie sont considérés comme le meilleur examen? Và lúc này thì cái tiêu chuẩn khi mà sử dụng cái tiêu chuẩn đo cái độ bão hòa oxy máu trong vòng 14 ngày thì nó cho thấy cái tốt hơn để đánh giá. Alors, la sensibilité d'une seule nuit de polygraphie n'est que de 70%. Và cái độ nhạy của cái việc mà đo đạc khí giấc ngủ vào một đêm duy nhất đó là từ 71% Et 20% ne sont pas diagnostiqués pour une seule nuit. Và có khoảng 17% bệnh nhân là không được chẩn đoán khi mà chúng ta đo cái FPV sử dụng. 20% ne sont pas diagnostiqués si on fait une seule polygraphie. Tức là khoảng 20% bệnh nhân là không được chẩn đoán nếu mà chỉ đo một lần duy nhất để đạt được mức thôi. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cela? C'est que effectivement, il y a des variabilités d'une nuit à l'autre qui ne sont pas négligeables.
Và chúng ta thấy rằng ở đây là cái việc mà người ta sẽ cái việc mà chúng ta cái sự chênh lệch giữa cái việc mà đo đăng ký vào nhiều buổi và cái hiệu quả cái việc mà đo đăng ký nhiều lần là như thế nào. Mais que on ne sait pas quelles sont les conséquences cliniques, quelle est l'importance ou l'intérêt de faire plusieurs examens, on ne sait pas. On risque de faire des surdiagnostics. Et au cas par cas, dans le cadre de bilan de fatigue ou de somnolence pour lesquels on ne sait pas ou on ne comprend pas, dans ces cas-là, on peut faire un deuxième enregistrement. Và thứ ba là cái tình trạng của bệnh nhân về mệt mỏi hay là buồn ngủ chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta có thể đặt ra cái việc mà đo đăng ký lần thứ hai trong một số trường hợp. On va aussi reprendre quelques définitions, en sachant que ces définitions sont variables de société savante à d'autres sociétés savantes. Các cái định nghĩa về cái các cái sự kiện hô hấp thì chúng thấy rằng là có cái khi ngủ đúng không ạ, thì nó sẽ có một những cái định nghĩa như sau. Pour l'apnée, c'est facile. Tout le monde est d'accord, c'est un arrêt, c'est une diminution de la ventilation de 90% ou plus. C'est facile. Pour les hypopnées, c'est beaucoup plus compliqué. Et par exemple, je vais vous donner les définitions des recommandations françaises qui sont un peu anciennes, mais qui ont entre guillemets, qui sont toujours valables en France, par exemple. D'abord, tous les événements respiratoires doivent durer 10 secondes. Et pour les Français, une diminution de 50% du débit, c'est suffisant pour dire qu'il y a hypopnée. Và tiếp theo đấy là ít nhất cái tín hiệu của cái lưu lượng thở bị giảm ít nhất là 50%, đấy là cái điều đầu tiên. Ou alors une diminution d'au moins 30% avec une chute d'oxygène ou un micro éveil. Hoặc là cái tín hiệu này nó chỉ giảm ít nhất 30%, nhưng nó phải kèm theo cái tình trạng là giảm độ bão hòa oxy trong máu hoặc là có kèm theo cái thực chất. Diapositive suivante. Si on prend les recommandations américaines de 2017. Bây giờ chúng ta sẽ xem những cái tiêu chuẩn của Hiệp hội giấc ngủ Hoa Kỳ vào 2017. La diminution de 50% toute seule, pour eux, ça suffit pas. Đầu tiên thì cái việc mà tiêu chí chỉ có giảm ít nhất 50%, đúng không ạ? Cái lưu lượng thở trong vòng 10 giây thì nó là không đủ. Et seule la deuxième définition est valable pour eux. Cái thứ hai là cái excuse moi. Seule la deuxième définition, diminution d'au moins 30% et désaturation ou micro éveil, c'est valable pour les Américains. Tức là ở đây thì người ta sử dụng cái tiêu chí là giảm ít nhất 30% cùng với cái giảm cái độ bão hòa oxy máu hoặc là kèm theo thức giấc. Ici, vous avez. Expliquez le pas de plateau. C'est compliqué, c'est pas grave. Ici, vous avez l'onde de pétismogramme, c'est l'onde d'étude du pouls en haut. Ici, vous avez les sons au niveau de la trachée. Et ici, vous avez le flux nasal. Avec, à l'évidence, un événement respiratoire qui est important ici. Il y a une diminution d'au moins 50% du débit. Si on utilise la classification française, on va mettre une hypopnée, même si jamais il n'y a pas de désaturation significative. Si jamais, diapositive suivante, on utilise la classification américaine, à ce moment-là, on a le droit aussi de mettre une hypopnée, parce qu'en fait, il y avait une désaturation
3%. Và nếu bạn áp dụng cái tiêu chuẩn Hoa Kỳ thì nó phải có cái giảm độ bão hòa oxy máu từ đây là 97% xuống 94%. Diapositive suivante. Si jamais on n'a pas de désaturation, mais si jamais sur le même événement respiratoire, vous avez un micro-éveil, et on le voit bien ici, alors vous pouvez également classer l'hypopnée pour les Américains. Ouais. Và cũng theo cái tiêu chuẩn Hoa Kỳ, giả sử như ở đây nó không có cái giảm độ bão oxy máu đây, đúng không ạ? Nhưng mà nó có cái bí thức lớp ở đây, thì chúng ta cũng được phân loại cái biến cố này là một cái biến cố về giảm thở. Et ça, c'est ce qui explique la, pour le premier patient que je vous ai montré, c'est ce qui explique pourquoi on avait une telle différence. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng là cái giải thích cái sự khác biệt của kết quả đo ở cái bệnh nhân đầu tiên, sẽ khác biệt hai kết quả đo là thứ gốc và là thứ dụng. Diapositive suivante. Donc ici, vous avez le petit sonogramme, les bruits au niveau de la trachée, là ça gargouille. Chúng ta thấy rằng là cái đo sóng mạch, cái đo tiếng mật thở qua khí quản. Ici, vous avez une baisse importante du débit nasal. Và một sự giảm rất là rõ rệt của cái lưu lượng khí qua mũi. Et une désaturation qui est bien significative, 98-95%. Et l'apnée, l'hypopnée, pardon, elle est bien obstructive parce que vous voyez les mouvements qui persistent. Và đây là cái yếu tố giảm thở tắc nghẽn, chúng thấy rằng là nó có cái cử động ngược ngược ở đây. Oui. Ouais, c'était mieux là. Il y a des sièges abdominales, il y avait pas. Moi, tu n'es pas. Tu veux l'expliquer dans les apnées, ceux qui descendent. Ici, c'est le, ça, c'est l'hypopnée que je viens de vous montrer. D'accord? Et là, en analyse automatique, le logiciel ici, il nous dit je ne sais pas ce qui se passe. Moi, logiciel informatique, je ne sais pas ce qui se passe. Và đây thì khi mà máy nó phân tích này, tự động phân tích này, thì nó sẽ do cho cái biến cố là chỉ là cái biến cố này, không phải là cái cơn giảm thở. Tôi cũng hiểu, không hiểu tại sao máy nó lại phân tích. Pourquoi il sait pas? Parce que il y a pas les chutes d'oxygène qu'il faut. Alors regardez aussi, ça c'est important. La chute d'oxygène, il faut la regarder derrière. Hein. Là ici, l'événement respiratoire, la chute d'oxygène, elle est là. Hein. Elle est loin derrière la chute d'oxygène. Có thể là cái điểm mà khiến cho máy nó không nhận ra cái cơn giảm thở đó là ở cái thời điểm lúc đầu nó chưa có giảm được bão hòa oxy máu ở đây mà cái hiện tượng mà giảm được bão hòa oxy máu đến xa hơn. Et donc ici le logiciel il dit comme il n'y a pas de désaturation suffisante, je ne classe pas l'événement respiratoire, c'est vous médecin qui allez le classer. Tức là khi mà máy nó sẽ nhận định thì nó thấy rằng là cái độ giảm về giảm bão hòa oxy máu này nó chưa đủ. Et selon que vous utilisez un référentiel d'une société savante ou d'un autre, vous allez mettre une hypopnée. Alors, par exemple, ici, on est embêté, on a la ligne de base des, de la respiration nasale. Ici, on a un événement avec une nette, il y a une nette diminution ici par rapport à ça, par rapport à ça. Là, khi mà nhìn cái này, chúng ta thấy rằng nó sẽ có giảm một cái lưu lượng khí thở qua mũi so với cái vùng phía trước này và phía sau. Soit vous utilisez la classification française, vous dites qu'il y a une hypopnée, soit vous utilisez la classification américaine et vous pouvez le dire que si, diapositive suivante. Có thể là nếu mà bạn sử dụng cái tiêu chí của Pháp ấy, để mà nhận định thì nó ra đây là một cái biến cố về giảm thở. Nếu bạn mà sử dụng cái tiêu chí của Hoa Kỳ thì sẽ nói về phần sau. Diapositive suivante. Ouais. Ici, ici, on a le micro-éveil, comme dit tout à l'heure. Và khi mà dùng cái tiêu chí Hoa Kỳ, nó có một cái bí thức rất là đấy. Une grande difficulté en pratique,
c'est de déterminer la ligne de base. Alors là, je vous laisse prendre en photo, hein, parce que c'est long. Đây thì nó là một cái đánh giá về cái đường cơ bản đúng không? Đường chúng ta so sánh và nó dịch ra đây là sẽ hơi dài một chút. En gros, c'est la ligne 2 minutes avant et 2 minutes après l'événement respiratoire. Nó sẽ được đánh giá bằng cái đường mà ổn định trong vòng 2 phút đúng không ạ? Của phía trước, phía sau của cái sự kiện biến cố này. Mais des fois, c'est difficile à déterminer et c'est les 3 cycles avant ou les 3 cycles après. Và đôi khi thì nó sẽ hơi là khó khăn đúng không ạ? Để đánh giá, chúng ta phải đánh giá bằng cái biên độ trung bình của ba cái chu kỳ lớn nhất đúng không ạ? Trước và sau. Diapositive suivante. Donc on a toujours ici les sons au niveau de la trachée. Vous avez les flux nasales là. Et vous avez les sangles ou l'équivalent des sangles. Đây là cái phần mà đánh giá cái kênh về tiếng thở qua khí quản. Và cái tiếng thở qua khí quản ở đây. Ở dưới là cái phần mà lưu lượng khí qua mũi đúng không ạ? Còn này là cái phần mà áp lực đúng không ạ? La machine nous propose ça. Áp lực của chiếc kia dưới. Est-ce que vous êtes d'accord avec, il dit, j'ai des événements, je ne sais pas ce que c'est, et vous, est-ce que vous interpréteriez comme ça la polygraphie là? Vous diriez quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ici, est-ce que quelqu'un peut m'interpréter cette page-là? Alors, ici on est à 94% de saturation et là on est à 97%. Ở đây nó sẽ có một cái sự đa giảm của các bác sĩ máu là 94% này, còn ở phía trước này nó là 97%. Mọi người cho ý kiến. Không, nếu mà về cái lưu lượng thở thì về cái biên độ thì em thấy rõ ràng nó giảm rõ rệt so với đoạn đằng sau rồi. Đoạn đằng sau là đoạn có vẻ biên độ nó đang giảm nhất, đúng không? Cả hai đoạn đấy khả năng là đều giảm. Đoạn đằng sau cũng đúng không? Thì cái em vẫn đang bị phân vân giữa cái oxy ấy, thì bởi vì là nó đến sau như vậy thì làm sao mình biết là nó liên quan với cái nào? Ok. Có người tự tự để anh không nghe nó, không thể nghe được. Ici, il a l'air, c'est l'air de diminution de vie, oui. De vie ici. Et il y a aussi des saturations. Oui. Mais peut-être c'est un apnée ici. Oui. Il a des années ici. Oui. Ici, ça ne dure pas tout à fait 10 secondes. Oui. Mais il a une saturation, c'est un peu loin que les événements. Donc, il ne sait pas. Cette désaturation cause pas quelques événements. Donc, le problème ici, c'est la définition de la ligne de base. C'est quelle est la respiration normale chez ce patient. C'est ça qui est difficile. Vấn đề ở đây là chúng ta xác định cái đường nào là đường cơ bản, đúng không? Cái đường nào là đường cơ bản chúng ta dùng chiếu và so sánh. Ici, on a une reprise ventilatoire et après, on a une respiration qui est à peu près normale. Đầu tiên ở cái phần này chúng ta thấy rằng nó là một cái phần mà thở mù, hô hấp mù lại. Sau đấy thì nó sẽ bắt đầu trở dần trở về bình thường. Et ici, ça ressemble un peu à ce qui est là. Và cái phần này nó có xu hướng gần giống như cái phần trước này. On n'a qu'un seul épisode de désaturation qui est très lent à venir. Cái phần này chúng ta sẽ có các cái giai đoạn mà giảm, bốn cái giai đoạn mà nó giảm độ bão oxy máu nhưng mà nó sẽ kéo dài rất là xa. Et donc, en fait, il y a une seule hypopnée qui commence à peu près ici et qui s'arrête là, avec un épisode de désaturation. Và rõ ràng đây thì nó sẽ có là một cái biến cố hô hấp bắt đầu từ đây, đúng không ạ? Nó kéo dài và kết thúc ở đây. Từ đây đến đây. Đúng không ạ? Trong một cái epoch này, trong cái giai đoạn này là một cái biến cố hấp. Et on le voit sur le capteur de pression cisternale, on a une augmentation d'amplitude là, qui correspond à toute l'hypopnée. Oui, il lutte là. Il est en train de faire. Les respirations sont beaucoup plus importantes parce qu'il lutte. Tức là, khi mà chúng ta nhìn vào cái kênh áp lực ở trên xương ức, đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu là cái áp lực nó tăng dần từ đây, đúng không? Xuất liên tục trong cái biến cố này.
Et c'est une hypopnée obstructive, bien sûr. Il y a une grande hypopnée qui va là et qui s'arrête là. Et alors, même en fait, mais ça je vous le dirai après. En fait, il faut le classer. En fait, il faudra le classer en apnée, mais je vais vous expliquer pourquoi après il faut le classer en apnée. Là aussi, c'est très intéressant. La machine nous dit j'ai une hypopnée, 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 événement, événement. Mais en fait, la courbe de saturation, il n'y a qu'une seule des saturations. Elle commence là et elle s'arrête là. Et donc, vous avez une baisse progressive de la saturation et vous avez, sauf peut-être ici, tout le temps une baisse de la saturation. Donc, vous avez ici la canule nasale et vous voyez que le signal, il n'est pas très bon, il n'est pas très fort, il est faible. Okay. Et ici, vous voyez aussi, sur le son numéro 2, il ronfle tout le temps. Donc, au lieu d'avoir tous ces événements, vous n'avez qu'une seule grande hypopnée qui dure très longtemps. Après ça, si quelqu'un me dit qu'il y a deux hypopnées, il n'a peut-être pas tort. C'est difficile. L'idée, c'est que c'est difficile. Et quelqu'un va mettre peut-être deux hypopnées un jour. Enfin, voilà. Mais voilà, il faut juste bien réfléchir. Il faut aussi vérifier la qualité des signaux. Est-ce que le capteur est bien en place? Est-ce que ça marche bien? Monsieur Bruno, il a 66 ans. Il a des épreuves fonctionnelles respiratoires normales. Il vient pour un examen du sommeil et on trouve cela. Il ronfle un peu ici. On trouve pas mal d'arrêts respiratoires. Par contre, on est un peu surpris parce qu'il a une saturation d'éveil à 81%. Et il a une saturation moyenne à 76%. Alors, on est quand même des pneumologues, hein, et il faut se renseigner. Alors, les apnées qui sont là, ce n'est pas responsable de cette chute d'oxygène. Aucun rapport. Vous êtes d'accord? Et alors, on doit se poser deux ou trois questions. Le premier, alors, il y a quand même un côté médical là. Qu'est-ce qui se passe, hein? 80% de saturation, voilà. On peut faire des diagnostics d'embolie pulmonaire, hein? On peut faire des diagnostics de foramen ovale perméable aussi, hein? Quand on fait des enregistrements du sommeil. Je pense que c'est un peu comme ça, on peut faire un peu comme ça, on peut faire un peu comme ça, on peut faire un peu comme ça.
ça peut arriver, hein, ça pourrait être une embolie pulmonaire. En l'occurrence, ce n'est pas ça chez lui, et c'est une maladie qui est très rare, qui est une mutation sur l'hémoglobine, qui s'entraîne une baisse de la saturation. Alors, c'est un cas clinique abusant pour dire qu'on peut faire des diagnostics d'embolie pulmonaire, de foramen ovale, des choses comme ça, il faut y penser. Et là, en l'occurrence, c'est une anomalie de l'hémoglobine. Alors, quand on a comme ça un taux d'oxygène qui est bien bas, ça peut être soit une maladie, il faut éliminer les maladies, soit ça peut être dû à des défauts du capteur de saturation. Alors, ça se voit essentiellement chez les personnes âgées qui ont une mauvaise circulation périphérique, avec un pouls capillaire qui n'est pas très bon. La qualité du signal peut être altérée par la mise en place de vernis foncé, bleu, noir, violet, et par le henné, ce qu'on met dans les pays d'Afrique du Nord. Tout ce qui fonce un peu le... Et puis de façon... Et de façon pas tout à fait exceptionnelle, moi ça m'est arrivé à peu près une fois par an, de faire des diagnostics de méthémoglobinémie. Một cái nhóm bệnh nữa đó là cái tình trạng mà bị bệnh lý bẩm sinh về hemoglobin đúng không ạ? Thì cái tình trạng rất là hiếm gặp. Tôi chỉ gặp một ca một năm vừa rồi. Congénitale ou acquise et notamment médicamenteuse, sulfamide. Tình trạng này nó có thể là bẩm sinh hoặc là mắc phải sau khi dùng thuốc. Là cái thuốc nó có sulfamide. La quinine, le clopidogrel, le quinine hay là metoclopramide. Toujours penser à la qualité du signal, notamment pour la saturation. Đầu tiên chúng ta luôn luôn phải nghĩ đến cái chất lượng của cái cảm biến đo SGH khi mà giảm độ bão sinh học. De temps en temps aussi, vous allez avoir une perte de signal comme ça qui peut durer très longtemps, une minute et demie, deux minutes. Est-ce que la canule nasale est partie ou pas? Toujours se poser la question. Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái biến cố mà nó kéo dài như này, là một phút, một phút rưỡi chẳng hạn, đúng không? Thì ta nghĩ ra đến xem là có cái dây nó bị tuột hay không. Je suis sur le dos, je me mets sur la côté, la canule s'en va. Est-ce que la canule est partie ou pas? Là, est-ce que la canule elle est partie? Ici, on est sur une minute et demie, là. Hein, une minute et demie. Est-ce que la canule est partie ou est-ce qu'elle n'est pas partie, là, la canule? Bah, quelqu'un a la réponse? Est-ce qu'il a toujours sa canule ou est-ce qu'il n'a plus la canule là? Comment? Le flux nasal est là. Voilà, il désature énormément, donc c'est bien une apnée. Oui, il n'a pas perdu sa canule, d'accord? Mais il aurait pu la perdre. Si vous voyez ça et qu'il ne désature pas, et là, alors, la diapositive d'avant, c'était sur 2 minutes, et là, c'est sur 5 minutes la page. Il fait des apnées qui sont très très longues.
avec des désaturations énormes. Là, on est à 2 minutes d'apnée. Hein. 2 minutes. Alors, il faut aussi, on a vu que les événements, c'est 10 secondes. D'accord ? Mais il faut bien savoir quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit. Ouais. Điều tất nhiên khi mà chúng ta xác định thì nó một cái biến cố nó phải kéo dài ít nhất là 10 giây rồi. Và tuy nhiên chúng ta phải xác định rõ khi nào nó bắt đầu, khi nào nó kết thúc. Alors là, on reprend des recommandations américaines et pour coder une apnée ou une hypopnée, la durée de l'événement se mesure à partir du nadir qui précède la première respiration nettement réduite. Tức là cái thời lượng của một cái sự kiện được tính từ bắt đầu. Từ cái nhịp thở đầu tiên mà có cái sự giảm rõ rệt. Jusqu'au début de la première respiration qui s'approche de la respiration de référence. Cho đến cái nhịp thở mà gần với cái nhịp thở đầu tiên mà nó sẽ gần giống với cái nhịp thở tham chiếu, cái lượng tham chiếu của bệnh nhân. Gần với thôi chứ không phải là bằng. Alors, ma technicienne, elle m'a dit, j'ai une apnée là. Tức là cái người kỹ thuật viên của tôi nói rằng đây cơn đường thở nó đây. Alors, c'est vrai qu'il y a une apnée là. Rõ ràng đúng là một cái cơn đường thở rồi. Mais est-ce qu'elle a bien fait la cotation? Est-ce qu'elle a bien codé l'événement? Nhưng mà liệu rằng chúng ta đã xác định cái thời lượng đúng chưa? Và báo mạo đúng chưa? Est-ce qu'elle a bien codé l'événement? Alors là, on est content parce que ça fait 10 secondes. Mais si jamais ça faisait 6 secondes, vous ne pourriez pas dire qu'il y a apnée. Donc, est-ce que là, elle a bien mis où il faut les barres? Rõ ràng, cái này thì nếu mà để xác định là có hay không có ngừng thở thì rõ là cái nhịp thở kéo dài trên 10 giây. Tuy nhiên thì cái thời lượng nó xác định như vậy thì là đúng chưa? Oui, non, oui. Thời lượng là cái đoạn là cái tô màu vàng là thời lượng bạn tính hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đây là cái người technique của ông. Est-ce que je la gronde ou pas? Oui. La gronde, ma technicienne, tu dis qu'elle a mal travaillé. Non. L'événement, la positive suivante, il commence là. C'est le nadir qui précède la diminution de la ventilation. C'est ici que commence l'événement respiratoire. Là, par exemple, ici, on a une respiration, alors qui n'est pas normale. Hein. Elle n'est pas normale, la respiration, ici. Ici, vous avez... Oh, merde. Ici, vous avez une respiration qui est peut-être à peu près normale. Ici, vous avez une respiration avec du ronflement. Là, ici, ça ronfle. Et là, vous voyez le plateau aspiratoire qui est très allongé. Normalement, c'est comme ça une respiration. Là, vous voyez, c'est bien allongé. Bon. En tout cas, la respiration presque normale, là où ça commence vraiment à baisser, c'est ici. Et là où ça reprend... Là, il continue à ronfler, à mon avis, ça comprend plus tard. Mais en tout cas, ça débute ici, l'événement respiratoire. Là, quelqu'un m'interprète ça? Allez, quelqu'un m'interprète ça. Moi, je vais le faire. Ah bon? Là-haut. Les bruits de la trachée. Le flux nasal ici, l'oxygène et ronflement.
em sẽ tính đến đây. Comment? Em thấy nghĩ là bắt đầu từ cái thứ ba luôn chứ. Đây là một cái gì đó. Anh bọn em phải tính luôn từ cái trước nó luôn phát. Thì đúng luôn là bắt đầu thì nó chậm. Đến đây ạ. Tức là chỉ lại em tự bắt đầu từ đâu nào? Sau cái khung này đến từ đây. Đây. Xin. Ê. Trang Minh, ở đâu? Kết thúc ở đâu? Cái số 97. Số 697. Xin Trang Minh này. Đồ chỉ hai cái này. Cái thôi. Đấy, ok. Mày tắt đi, chỉ mày tắt đi. Ở đây đúng không? Mình đây đúng không? Bắt đầu ở đây đúng không? Và trước. Trang Minh. Đây. Được chưa? Moi, je ferai l'hypopnée. Je crois que je ferai d'ici, je crois, et je ferai jusque là. Je crois que je ferai comme ça. Thầy nói thầy, cá nhân thầy thì thầy nghĩ là từ đây. Đây. Nhưng mà cái kiến thức cơ bản, nếu mà thầy nói đến hai cái nhịp đầu tiên, thầy coi là nhịp cơ bản này. Hai cái nhịp đầu tiên này là nhịp cơ bản, là kiến thức cơ bản đúng không? Cái sau kia thì thứ ba này, cái sau kia thì thứ ba này. Allez, on passe. Passe. Donc voilà, on peut faire comme ça, ou on peut faire comme ça. Voilà, c'est compliqué. Allez. Diapositive suivante. Alors, les apnées, il y a. Est-ce que c'est une apnée, une hypopnée? On a vu que c'était compliqué en fonction des sociétés. La durée des apnées, on a vu que ce n'était pas simple. Et puis maintenant, les apnées, elles sont obstructives, centrales ou mixtes. Khi mà đặc trưng của cái cơn ngừng thở ấy, chúng ta thấy là có các loại ngừng thở khác nhau đúng không ạ? Đầu tiên là đánh giá về các loại ngừng thở, xem nó là tắc nghẽn đúng không ạ? Có thể là trung ương hay là ngừng thở hỗn hợp. Quelles sont les principales causes d'apnée centrale? Các bạn có biết là cái các cái nguyên nhân chính gây ra cái hiện tượng ngừng thở trung ương là gì? Les maladies neurologiques, oui, l'accident vasculaire cérébral, oui. Insuffisance cardiaque. Il faut tout de suite éliminer une insuffisance cardiaque. Et puis les médicaments. C'est tout un cours. En tout cas, ça impose les apnées centrales une démarche diagnostique hein, spécifique. Donc, faire la différence entre apnée centrale et apnée obstructive, c'est essentiel. Le docteur Martin vous a dit que la méthode de référence, c'est la pression œsophagienne. C'est la seule excellente méthode pour faire la différence entre apnée centrale et apnée obstructive. Et la méthode la plus simple pour déterminer la différence entre apnée centrale et apnée obstructive, c'est la pression œsophagienne. Mais donc, on a des sangles et puis on a des capteurs de bruit qui vont nous aider à plutôt penser que c'est obstructif ou plutôt penser que c'est sangle. Và nếu mà chúng ta ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn với cái kênh mà chúng ta có, đó là cái kênh đo tiếng ở khí quản, rồi cái kênh đo của ngực, bụng, chúng ta xem là cái này là ngừng thở tắc nghẽn hay là ngừng thở trung ương. Alors, en gros, entre les Américains et les Français, en gros, sur apnée centrale, apnée obstructive, on est d'accord. Sur les apnées mixtes, il y a une chose nouvelle qui est apparue. Đối với những cái ngừng thở tắc nghẽn và ngừng thở trung ương thì rõ ràng là cái mà hướng dẫn thì nó đã đồng thuận về của cả Mỹ và Pháp, nhưng mà đối với các cái ngừng thở hỗn hợp thì sẽ có một cái hướng dẫn mới. L'apnée mixte chez l'adulte, pas chez l'enfant, mais chez l'adulte, commence comme une apnée centrale et se termine comme une obstructive. Ở người trưởng thành thì một cái ngừng thở hỗn hợp nó sẽ bắt đầu bằng một cái ngừng thở trung ương, sau đấy kết thúc bằng ngừng thở tắc nghẽn. Mais avant, on disait il faut au moins qu'il y ait trois efforts de lutte pour dire qu'il y avait une reprise obstructive. Avant, on disait il faut trois cycles de lutte pour dire ça commence comme centrale, ça finit comme une obstructive. Trước kia thì người ta thấy rằng là người ta nói rằng là
để mà đánh giá được độ hỗn hợp thì đầu tiên là phải có gì ạ? Cái gắng sức đầu tiên về hô hấp, sau đấy thì gắng hơi thở về tắc trung ương, sau đấy là một cái tiếp cuối cùng là hơi thở tắc nghẽn với những gắng sức về hô hấp. Et pour les Américains, maintenant, depuis 2017, un seul effort suffit. Il suffit une seule fois un effort de lutte pour dire c'est mis. Với cái mà hiệp hội của cái hiệp hội giấc ngủ Hoa Kỳ năm 2017 thì nó chỉ cần đòi hỏi là chỉ có một cái gắng sức về hô hấp thôi. Còn cái hiệp hội của Pháp thì nó đòi hỏi ít nhất ba cái gắng sức về hô hấp trước đó. Est-ce que vous expliquez un peu le mixte? J'arrête de respirer. Et je recommence à respirer. Oui. J'ai fait des luttes. J'ai mon apnée centrale. Et je respire. D'accord? Avant, il fallait trois efforts. Maintenant, un seul suffit. D'accord? Tức là đấy thì nó sẽ có cái gắng sức, nó sẽ đến cái gắng sức về hô hấp, tức là ngủ của đầu tiên là bệnh nhân ngưng thở, xong cái gắng sức thì trước kia thì người ta bắt buộc phải có ba cái nhịp gắng sức nữa, sau đó thì người ta chỉ cần một cái nhịp gắng sức để mà xác định đấy là cái ngưng thở về hỗn hợp. Les apnées mixtes, on les traite comme les apnées obstructives. Và vì chúng ta điều trị một cái ngưng thở hỗn hợp giống như ngưng thở người ta nghe. Mais très, assez souvent, ils vont développer des apnées centrales quand ils vont être machines. Donc, voilà. Bah, thường là cũng đôi khi chúng ta gặp là khi mà chúng ta điều trị thì nó sẽ xuất hiện. Khi mà điều trị cái ngưng thở hỗn hợp thì nó sẽ xuất hiện cái ngưng thở trung ương. J'ai combien de temps encore? Allez, mademoiselle, vous allez m'interpréter ça. Vous me dites tout ce qui se passe. Đây là đường ngực bụng đúng không? Ừ, đây là áp lực. Áp lực trên chín. Cô lại có một đoạn ngưng thở bắt đầu từ đây. Cô lại tiếp tục đến đây ạ. Và tiếp tục ở đây nữa. Em nghĩ là có ba đoạn ngưng thở đấy bạn. Để thoa ra đi. Ok. Một, xí. Gần xí. Để làm tư xí. Bạn, chứ, chứ, excusez-moi. Pardon, pardon. Để thoa ra đi. Hein? Trois événements. Non. Premier, c'est. Ah oui, trois événements. Le premier, comment ici. Oui. Gagner ici. Oui. Deuxième. Alors, ce premier événement, c'est quoi? Apnée. Apnée. Et pourquoi est-ce qu'elle est obstructive, cette apnée? Pourquoi est-ce que vous êtes sûr qu'elle est obstructive? Le bon, yeah. Oui, et puis il y a un autre argument pour dire qu'elles sont obstructives. Il y a un autre argument. Si jamais ça c'est parti, il y a une autre chose qui va vous dire que c'est obstructif. Son 2, c'est quoi le son 2? Cái này là tiếng ngáy. Ronflement. Donc, si j'ai un arrêt respiratoire et si je ronfle. Vậy thì nếu mà ngưng thở thì có tiếng ngáy đó. C'est obstructif. Obligatoire. Bắt buộc khi mà tắt là không có ngáy. Vous remarquez aussi que la chute d'oxygène de cet événement-là, là. Il est là. C'est loin. Ça peut être très court derrière, ça peut être très loin derrière. Ça dépend. D'accord? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens.
nó tùy mình. Des 10 mg en haut, je leur dis ce matin. Oui. 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 Alors, je termine sur l'oxygène. Cette chute d'oxygène-là, ce n'est pas cet événement respiratoire-là. Cette chute d'oxygène-là, c'est l'événement respiratoire ici. Et la chute d'oxygène due à ça, c'est ici. Et alors, le docteur Martin, vas-y, Francis. Oui, je voulais en profiter pour vous montrer ce que je vous disais ce matin sur le plétismogramme, la courbe, l'enveloppe de la courbe de Pooh. Je vais vous parler de ça. On l'a sur tous les tracés de polygraphie. C'est simple. C'est simplement l'enveloppe de la courbe de Pooh. Et vous voyez qu'en cas d'apnée obstructive, l'amplitude varie. Tandis qu'en cas, là, on a une amplitude qui monte, là, qui descend, qui remonte, qui descend. Ça, c'est un argument important pour une apnée, enfin, un événement obstructif. Augmentation de l'amplitude de la courbe de Pooh. Ça, vous l'avez, c'est quelque chose de simple, vous l'avez sur tous les tracés de photographie. C'est un argument en faveur. Tức là một cái điểm nữa mà trong khi mà đánh giá ngưng thở tắc nghẽn của trung ương là xem cái biên độ và cái diễn biến của cái sóng mạch, đúng không ạ? Sóng mạch này khi mà ở tắc nghẽn thì nó sẽ biến đổi, cái biên độ sẽ dao động liên tục, đang về giảm sẽ tăng lên sẽ giảm đi. Đấy là một trong cái lập luận, một đây là cái biến cố tắc nghẽn. C'est quoi? C'est l'autre. Non, on avance. Encore. Oui, là, vous avez. Bon, c'est pas grave, c'est compliqué ça. On passe. C'est ça. On passe pour en avant. Encore. En avant. Non. Alors, ici, on a la pression susternale là, et on a les sangles qui sont là. Là, chúng ta có một cái đo cái áp lực ở trên xương ức, đúng không ạ? Et là, ici, on voit bien que les apnées sont centrales. Au niveau des sangles, il ne se passe rien du tout. Et au niveau de la pression susternale, il ne se place rien. Tout à l'heure, hein, on a vu que ça, c'était les battements cardiaques. Là, on quan sát cái phần mà cái kênh đai ngực của bụng, không thấy cái cử động, đúng không ạ? Và cái áp lực ở trên xương ức thì cũng không thấy có. Cái đường sóng nhỏ đây nó gây ra do cái tiếng bất động, do cái nhịp đập tim. Gây ra cái đường nhỏ này. Ready question? Oui. J'ai une question méchante. Pourquoi tu dis qu'il y a une apnée puisqu'il n'y a pas de flux nasal? On a perdu le signal, il n'y a pas l'arrêt de flux nasal de 10 secondes. Alors, ici, alors, exact. Merci, monsieur Mortel. Vous voyez ici, voilà, intéressant. Je n'ai plus de flux nasal là. Il est, et là, pour le coup, il est parti. Hein. Mais je dis quand même qu'il y a une apnée. Nhưng mà tôi vẫn nói đây là một cái cơn ngừng thở. Pourquoi? Tại sao? Voilà. Ici, j'ai mon deuxième capteur qui m'aide. Si je n'ai pas de bruit ici, c'est qu'il n'y a pas d'air qui passe. Et donc, le deuxième capteur m'aide beaucoup pour dire qu'il y a une apnée. Et là, ici, j'ai vraiment perdu ma canule. Hein. Elle est partie. Bởi vì ở đây thì chúng ta thấy rằng là ở cái kênh số 1 này này, tức là cái kênh đo cái tiếng thở bằng khí quản này, chúng ta không rõ ràng không thấy cái tiếng gì cả, tức không có không khí nó lưu thông ở vùng đấy. Thì mặc dù là không nhìn được cái kênh mà lưu thông thở qua mũi, nhưng chúng ta vẫn kết luận được đây là một cái ngưng thở. Diapo suivante. Non. Alors. Là, ici, j'offre une bouteille de champagne en dehors des Français.
J'offre une bouteille de champagne à qui me fait la bonne interprétation de cette page-là. Je mens pas. Hein. J'offre. C'est une jeune femme, elle a 25 ans, elle est très fatiguée. Một cái người phụ nữ, 25 tuổi, rất là mệt mỏi. C'est une polysomnographie. Đây là một cái đo đạc ký giấc ngủ. Avec des réveils ici. Với những cái thức giấc ở đây. C'est difficile. Khó. Elle est qu'est-ce qui me fait une analyse sémiologique de ça? Allez, jeune homme. Faites-moi une analyse sémiologique de ça. Chắc là em chỉ thấy là số tiền là một cái đoạn là nhầm. Em phải có lúc nào để cho thầy đúng không? Đây là lưu lượng, đúng không? Chắc là em nhìn rõ đoạn này là cái lưu lượng, đây là lưu lượng qua mỗi đoạn này. Thì có cái đoạn này thì so sánh thì nó giảm hẳn. Thì em nghĩ là đoạn này là nó đã không có lưu lượng. Tương ứng ở dưới này thì cái áp lực, cái đoạn áp lực ở trên xương ức đúng không? Nó cũng là năng lượng tăng như kiểu là có. Okay. Mais dans le son 1, il y a encore des signaux ici. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut jouer par la bouteille? Non, vous ne jouez pas, vous. Pour la bouteille de champagne, il faut le nom de la maladie, hein, sinon ça ne marche pas. Voilà. Hein? Bah, quand même. Pas évident. Ah, là, c'est beau, vous savez. Alors, acné central ou pas acné central? C'est là, bon, on fait la plus douce. Tout le monde est d'accord. Acné central? Oui. Oui. On peut voir le son. Oui. Montre à quel moment ça sourit. Montre le tracé. Montre peut-être le tracé à quel moment ça sourit. Ah, bah, oui, ici, il y a du bruit. S'il y a du bruit dans la trachée, au moment où j'arrête de respirer, ce n'est pas une apnée. C'est la catatrénie. Alors, ce n'est pas exceptionnel. C'est quoi ? C'est catatrénie. Catatrénie, c'est le nom. Catatrénie, c'est le nom. Catatrénie. C'est souvent des femmes jeunes. C'est une parasomnie. Allez-y. Non, mais ça c'est pour jouer, hein. C'est pas très fréquent, mais néanmoins, c'est pas exceptionnel. Ce sont souvent des femmes. Et pendant la nuit, quand ils dorment, au lieu de faire du somnambulisme ou au lieu de grincer des dents, elles ont les cordes vocales qui se rabaissent. Et ça fait à l'expiration un petit bruit. Et donc, c'était pas mal ce que vous avez dit. Non, c'est une. Alors, il faut faire un examen ORL, ça c'est obligatoire, mais c'est ce qu'on appelle une parasomnie, comme le somnambulisme, comme les gens qui grincent les dents la nuit. Grincent les dents. Hein. C'est une parasomnie, c'est une maladie du sommeil. Et là, c'est les cordes vocales qui se ferment pendant le sommeil. Et ça fait ce bruit-là. C'est une situation qui est liée à la nuit, comme le bonjour, ou 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 le bonjour. Voilà.
En tout cas, ce ne sont pas des athées centrales. Et c'est important de le savoir parce qu'elle n'a pas de maladie neurologique, elle n'a pas de maladie de malformation, il n'y a pas d'examen à lui faire particulier. Elle a 20 ans ou 25 ans, il faut savoir ce que c'est. Il en a beaucoup de mal à soigner ça, et c'est embêtant parce qu'elle se réveille à chaque fois, mais elle est très fatiguée. On essaye parfois les PPC, mais ça ne marche pas très bien. Diapositive suivante. Quand on a des apnées centrales, il faut regarder en 5 minutes pour être sûr qu'il n'y ait pas des chain strokes, qu'on appelle du chain stroke. Là, c'est un peu, on est un peu sur du chain stroke, c'est un petit peu. Hein. Ça augmente comme ça, ça diminue, ça augmente, ça diminue. Et le fait dans les athées centrales de dire que c'est du chain stroke, c'est important parce que c'est très souvent cardiaque. Voilà. Ici, on a une apnée mixte typique. Alors, probablement qu'on aurait pu faire la commencer ici. Hein. C'est pas, en tout cas, elle commence comme une centrale et se termine comme une obstructive ici, avec au moins 3 ou 4 efforts de lutte. Il ronfle ici, il ronfle là. Et souvent, c'est dû à des phénomènes de reprise ventilatoire. Bref, je fais mon arrêt et je me remets à respirer très fort. Et du coup, après, j'ai mon gaz carbonique qui descend et le cerveau ne commande plus. Et donc, je débute par une apnée obstructive. Diapositive suivante. Donc là, on a ici plusieurs événements, hein, plusieurs efforts de lutte. Et ici, vous voyez que, alors là, on en a plusieurs. Ici, on n'en a qu'un seul. Et on l'a mis en apnée mixte parce qu'on ne compte plus le nombre d'efforts nécessaires. Un seul suffit. Là, c'est pas normal. Là, c'est un effort de lutte. C'est... Je lutte. La respiration normale, on ne sait pas très bien où elle est parce que ici, c'est des reprises ventilatoires fortes à chaque fois. On ne sait pas où elle est la respiration normale ici. Mais ici, il ne respire pas normalement. Il n'y a aucun bruit. La respiration, elle reprend là. Et là, par contre, sur les sangles, c'est ici que j'ai mes efforts. L'arrêt respiratoire, il ne se définit pas ici, il se définit à partir de ça, hein, et de ça. Diapositive suivante. Ça, c'est pas facile, ça. Ça, c'est pas facile. C'est pas
pause. Faire une petite pause. La pause, ouais. Pause et tu reprends les calculs qui sont bien, les calculs. Pause. Bien. En fait, est-ce que vous voulez une pause? Bon, oui. 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 Pause. Oui. Pause, pas pause. 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 Dormir. On arrête 5 minutes, 10 minutes. Oui. Ouais. Nhìn giống một cái ngưng thở hỗn hợp rồi, bởi vì có một cái gắng sức, nhưng vì sao cái sông một kia nó vẫn có sóng kìa? Đang giảm rồi. Em hiểu chữ là gì? Kata gì nhỉ? Kiểu như là tình trạng mà cái dây thanh nó bị cách loa. À, từ đấy kiểu như là dây thanh nó bị xong rồi cái là bệnh nhân nó But you have to see that first to do the height. Cái này mình tính là đang hai, đang có hai cái gắng sức đúng không ạ?
Không, chưa bình thường đâu. Hai đoạn 1 này 2. Zip vào phát, zip vào phát. Nhưng mà nó không có nhịp thở. 2 đoạn 1 này 2. Ngày xưa nó bảo là 3 phải 3 cái. Thì chỗ này mực tính là hỗn hợp. Nó còn không thì chỉ là xung phương này. Bây giờ chỉ là 1 cái là hỗn hợp. Tại vì ngừng thở chung, ngừng thở đầu nó sẽ điều chỉnh như ngừng thở tắc. Cái này thì cái đoạn đầu nó lại dính với cái đoạn đầu tiên nhỉ? Sao các anh kẹt nó thôi? Cái đoạn đầu tiên thì nó lại dính với cái đoạn đầu tiên nhỉ? Sao đây là không cái áp lực thôi, cái áp lực thôi. Cái kênh của nó đây này, đâu nhỉ? Không phải kênh mà không thể kẹt đâu nhỉ? Bụng này, bụng này, dấu điểm này, không có. Lumino gì đấy. Dạ, sông 2 là thì em hiểu nó là kiểu là nó khiến lại mình cái ngáy. Cái nó bắt lên mình cái ngáy. Vâng ạ, em xin hiểu nó. Mọi người phải ghi lại nhé. Câu hỏi là ghi lại. Thì trong thực ra trong lúc giảng thầy cũng có thể chưa giảng giải đáp hết đâu. Mọi người phải ghi lại hết. Ở sông nước ạ. Dạ, cái này là em trên EE à? Kệ nó đừng quan tâm. Thôi cái này số quanh. Thầy dạy gì thì quan tâm đấy thôi. Máy khác không có đâu. Anh không biết đâu. Đúng rồi, thì em thấy cái gì mà em cứ nốt lại thì cuối giờ hỏi. Có về cái khác biệt giữa trung ương với lại tắc nghẽn là cái nào? Cử động một bụng hoặc là cử động một bụng đấy, áp lực xương ức này, áp lực thực quản này. Trung ương thì không có áp lực trên xương ức. Nên là đây mới có này. Có về cái này có đâu? Đúng không? Đây là ý thôi. Đây là mix à? Đúng không nhỉ? Nhưng mà cái sửa hai mà thầy chiếu nhà mình có phải nhầm đó. Vâng, cái này là mất trong lưu rõ ràng. Cái này các bác đi chiếu cái mà cũng đảm nhận nhuyễn cái gì. Cái này FPO2 nó chả tụt. Thì nó ở hiện tượng đặc biệt mà khi mà ngủ ấy thì cái dây thanh nó khép lại. Không phải. Nó là một cái bệnh lý khác. Xuất hiện cạnh trong khi ngủ. Không biết là tí hỏi anh. Không phải ghi mà thức giấc. Đấy, thức giấc rồi. Mình chắc là còn khoảng 20 phút nữa. Em chạy ra ngoài khoảng 20 phút. Đến đâu rồi nhỉ? Đến đây à? Đến đây đúng không? Để tí đi hỏi mọi người ghi lại, thì chưa biết thì hỏi ghi lại. Tất cả những câu hỏi cứ cho hỏi thì. Bon, on commence, tu vois.
C'était compliqué. Oui, c'est compliqué. Donc, il y a beaucoup de questions. Mais on va... demain, vous allez voir des tracés. Et voilà, ça va être plus facile. Là, c'est fait exprès, les câbles compliqués, pour que vous vous disiez que ce n'est pas toujours facile. Il faut toujours être critique, toujours bien regarder. Voilà. C'est compliqué, mais on comprend quand même. Oui, les gens comprennent. Oui. Oui, mais quelque part, c'est un peu difficile. C'est normal. Oui, c'est normal. Parce que, par exemple, quand ils disent que quand on cause une apnée, il y a aussi des sons. Ouais. Pourquoi je vais montrer. Các bạn mình tính là thầy sẽ nói cái đấy. Mình sẽ hỏi cái đấy. Tức là tại sao mà ngưng thở mà vẫn có cái tiếng ấy? Thầy sẽ nói. Anh ấy tiếp đường thì cho não được. Thầy thích giảng cái bài giảng đến giờ anh. Ce n'est pas les mêmes sons que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, le son, il était horizontal. Hein. C'était un son horizontal hein, pour la catatrénie. C'était un son qui n'était pas le même du tout que celui-là. Hein. Le son de la catatrénie, c'était un son en plateau comme ça. Quand vous avez ce son-là, c'est pas là, c'est pas le même son, hein. C'est pas en plateau. On va voir justement ce que c'est que ce son-là et comment ça va nous aider. Tức là cái trường hợp này thì cái tín hiệu son một nó không giống như cái trường hợp mà cái bệnh nhân nữ mà trẻ cataplegia. Nó hơi sẽ khác tí. Trường hợp cataplegia là cái tín hiệu nó sẽ đi ngang này, còn cái trường hợp này nó không phải như vậy. Chúng tôi sẽ chỉ ra sang tiếp tục ở phần tiếp theo, hồi sau sẽ rõ đủ chưa. Mình sẽ cốt là cái thời gian ngừng thở này là từ đoạn nào đấy, mình vẫn dạ. Bởi vì đoạn đúng là đoạn kia nó vẫn còn nhấp nháy chứ, nữa là sẽ cốt từ thứ tư thầy giảng xong đã rồi tính cho em hỏi trước để cho không đỡ thầy người thầy để giảng để giảng cứ bình tĩnh hết bài đâu. Cuối buổi mình còn hỏi được không ạ? Thoải mái đi. Cuối buổi em cần thì em quay lại cái slide nào em nốt lại. Mình sẽ hỏi lại cho nó mạnh liền mạch cái bài giảng này. Đừng hỏi nó ngắt. Đây bây giờ phân tích này. Interprétation. Đây xin cho bằng phân tích. C'est là, oui. C'est oui, c'est. Cái này thì ở đây thì có không bật tín hiệu của sông mũi từ đây cho đến đây ạ. Thì cái này thì nhưng mà tức là cái này thì có thể là con ngực, cái này là con ngừng thở ạ, nhưng mà ở dưới này thì vẫn còn những cái cử động ở trong thời gian đoạn đầu ấy ạ. Bụng đây là cái âm thực quản, tức là nó vẫn còn cái như là vẫn còn cái cử động ở trong cái giai đoạn đầu tiên ấy, và sau đó thì không có. Thì cái đoạn này thì cái đoạn từ đây đi cho đến đây ạ, thì nó phù hợp với một cái là ngừng thở trung ương ạ, nhưng mà còn cái đoạn đầu tiên ấy ạ, thì vì nó vẫn còn những cái đoạn mà có cái cử động giống như là cái ngừng thở tắc nghẽn ở cái đoạn đầu, thì cái này giống như là ngừng thở tắc nghẽn đoạn đầu này, xong ngừng thở trung ương, ngừng thở vẫn ở phía sau. Ici c'est dans le pisnasan il n'a rien, mais dans le il y a aussi des pressions sustainables, peut-être il y a aussi des mouvements respiratoires aussi. Facile ça. Et c'est peut-être à comment c'est c'est un apnée obstructif et après c'est le apnée mixte. Ouais. Donc apnée ou pas apnée? Ngừng thở, không ngừng thở. Apnée. La machine ou la technicienne, je sais pas, elle a dit apnée indéterminée, I indéterminée, je sais pas. La machine ou ma technicienne m'a dit, je ne sais pas si c'est une apnée. Là, trong trường hợp này thì máy như là cái người mà kỹ thuật viên người ta xác định là ngưng thở nhưng mà không xác định được là ngưng thở gì. Et donc, quels sont les arguments pour dire que c'est central ou que c'est obstructif?
Vậy thì bạn nghĩ là đoạn nào nói rằng đây là một cái ngừng thở trung ương hay là ngừng thở tắc nghẽn? Em ý em nói là lúc đầu là ngừng thở tắc nghẽn đúng không? Xong đấy sau là gì? Sau cái hỗn hợp vậy ạ. Thì đây là au début c'est le apnée apnée obstructif et puis c'est apnée mixte. Apnée mixte. Apnée mixte c'est d'abord central puis obstructif. Chez l'adulte, chez l'enfant non. Chez l'adulte oui. Donc c'est pas une apnée mixte, ok? Là thì không phải là cái ngừng thở hỗn hợp, đúng không ạ? Donc est-ce que c'est central? Est-ce que c'est obstructif ou est-ce que je ne sais pas? Tắc nghẽn hay là trung ương? Hoặc hay không biết gì? Đây không phải là hỗn hợp nhé, thầy bảo không phải hỗn hợp rồi. Ừ, không phải, thầy bảo cái này không phải hỗn hợp. Tắc nghẽn, trung ương hay là tôi không biết? Tắc nghẽn, trung ương. Chọn đúng không? Mà tiếp cái gì? Vị. Obstructif. Obstructif. Pourquoi? Tại sao? Pourquoi? Thì lúc nãy có thầy bảo là còn dựa vào cái sóng mạch ấy ạ. Thì em thấy ở đây nó cũng có cái biểu hiện giống như lúc nãy thầy chỉ là tức là nó tăng dần cái biên độ của cái sóng mạch. Parce que c'est le ça base on le seismographe. Non. Pas parfait. Vous pouvez pas affirmer ça. Sur un petit seismographe, vous pouvez évoquer, vous pouvez pas affirmer. C'est pas ça. Respiration normale, il y a deux mouvements. Hein. Premier bruit, deuxième bruit. Premier bruit, deuxième bruit. Ici, on a. Ok. Tức là khi mà một cái nhịp thở bình thường ấy, thì nó sẽ có những cái tiếng động như này, à, như thầy vừa mô tả, hít vào thở ra, hít vào thở ra này. Nhưng mà ở đây thầy ra là giống như thầy vừa mô tả, hít vào mạnh, hít vào mạnh. Donc, il lutte. Donc c'est obstructif. Đó là cái sự tăng nghẽn đúng không? Tăng nghẽn. C'est obstructif. À cause de ça, ici. Do cái hiện tượng này. Sur les sangles, c'est difficile. C'est vrai que ça fait penser que c'est obstructif. Mais c'est pas facile. Oui. Dựa vào cái này thì chúng thấy rõ ràng là có cái tăng nghẽn ở đây, đúng không? Mais là-dessus, on ne peut pas affirmer. Là-dessus, on peut affirmer. Anh ơi, nhưng mà sẽ học xong cái áp lực trên trong đất nó lại mình mất nó bị bình an thế này. Pourquoi est-ce dans cette période la science là c'est basse? La diagnostic de référence c'est la pression œsophagienne. Les sangles ou la pression susternale, ça se trouve dans 25-30% des cas. Voilà, ça c'est sûr. Tức là những cái mà tiêu chuẩn chẩn đoán ấy nó dựa vào cái đa ngực bụng này, cái áp lực thực quản nhé, còn cái áp lực chi dưỡng này nó sẽ sai khoảng 20-25%. Không dựa đâu. Ok. Donc, les positions suivantes. Trên bảng ghi này thì không biết là thầy có cái áp lực bằng bụng kèm theo không? Không có. Le pour les apnées, il faut essayer de dire si c'est obstructif ou central. Pour les hypopnées, c'est facultatif parce que c'est beaucoup plus difficile. Đối với những trường hợp ngừng thở, chúng ta xác định là ngừng thở trung ương hay là ngừng thở tắc nghẽn. Nhưng mà đối với cái giảm thở, đúng không ạ? Thì cái này nó sẽ khó khăn và phức tạp hơn. Donc ici. La machine ou la technicienne a dit c'est des hypopnées et c'est vrai. Ở đây thì cái máy nó đọc là giảm thở, đúng không? Đúng không? Parce que j'ai les chutes d'oxygène qui vont bien. Và có một cái giảm độ oxy máu, thấy rõ đây. J'ai une diminution très nette, voire absolue de mon flux nasal. Tức là một cái giảm lưu lượng hoàn toàn qua cái kênh lưu lượng mũi. Mais comme j'ai encore de la respiration ici, c'est comme si j'avais de la respiration buccale, qui continue à respirer, donc ce n'est pas des apnées, c'est bien des hypopnées. Rõ ràng là vẫn còn cái tiếng ta thở đấy. Đấy, có thể là người ta thở bằng một miệng. Đúng không? Vì thế, mà không phải là một cái ngưng thở, mà là cái giảm thở. Soit j'ai une canule nasale, avec une thermistance,
soit j'ai canule nasale avec un micro. Có thể là chúng ta phát hiện bằng cách là cái kênh của mũi nó kèm theo một cái cảm biến nữa, cảm biến. Hoặc là một cái cách nữa là cái kênh ở mũi kết hợp với một cái micro ở đây đo cái tiếng thở. Par contre, sur les sangles ou l'équivalent des sangles, c'est pas très facile de savoir si c'est central ou obstructif. Khi mà nhìn vào đây, tôi thấy rằng là nó est-ce obstructif ou central? C'est difficile de savoir. Donc, on n'est pas obligé de classer les hypopnées. Les apnées, il faut absolument essayer de les classer. Les hypopnées, c'est plus difficile. Tức là nhìn vào đây, chúng ta không biết được là nó là cái dạng thở này, tắc nghẽn hay là trung ương. Dựa vào cái đường áp lực trên xương ức này. Oui. Quand on a beaucoup d'apnée centrale, les hypopnées, il faut les classer et les compter en centrale. Ở đây thì người ta thấy ý kiến của bác sĩ Mao Thành là có cái này là những cái giảm thở trung ương. Khi mà chúng ta nhìn đánh giá tổng thể của bệnh nhân nữa, nếu mà người ta cũng có những tuần hoàn thở trung ương nữa, thì cái giảm thở này là giảm thở trung ương. Alors là, c'est assez intéressant aussi. Et on va essayer de demander à quelqu'un de. Alors ici, vous avez la pression susternale et vous avez les sangles. Vous avez les deux là. Donc vous allez essayer de me classer cela. S'il vous plaît, jeune homme. Ở đây chúng ta sẽ có cái quan sát được những cái kênh như là áp lực ở trên xương ức này, rồi cái kênh về ngực bụng này. Mọi người thử phân tích xem là nó là cái gì. Allez, venez là, venez me dire ce que vous voyez. Em cứ đứng hẳn đây nhìn cho rõ. Em cứ phân tích đi, xem là nó cái gì. Cái dòng thở bông mũi thì nó phẳng cái gì thế này, không biết được liệu là có giảm giảm lớn được bông mũi không, không biết được, nhưng mà chỉ biết là có cái FP2 không phải giảm đấy, cái sau này từ đây thả xuống đây không phải giảm. Dans le fish nasal c'est il n'y a rien de signal. Oui, donc, on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est. Mais oui. Les saturations, il y a une des saturations là ici et ici. Oui. Oui. C'est une variation des pressions soutenantes. Et des sangles. C'est ça, on va en aller. Une leçon aussi, le centre thoracique et le centre abdominal. Có vẻ như nó giảm thở. Sống là hypopnée. Oui. Parce qu'il y a une descente de pression et une descente de mouvement. Il y a probablement une hypopnée là, je suis d'accord. Hoàn toàn đúng là có thể có một cái giảm thở đây. Tôi mừng. Tất cả. Il est pas sûr. D'accord. Et puis l'autre. Tiếp tục là gì? Hết rồi, hai con gì đó? Em còn. Ici aussi j'ai une hypopnée, on est d'accord? Mais em có đồng ý chứ cái đoạn này là đoạn là giảm thở không? Cả hai đoạn đấy là giảm thở. Oui, aussi. Et est-ce qu'on peut dire? OK, j'ai ici l'oxygène là qui baisse 93 90. Okay. Là, cái oxygène nó giảm. Et est-ce que je peux dire quelque chose d'autre? Est-ce que je peux dire qu'elle est obstructive ou pas obstructive cette hypopnée? Chúng ta có thể nói là nó là tắc nghẽn hay không tắc nghẽn. Em nói đi, tắc nghẽn hay không tắc nghẽn? Em ạ. Obstructive, tức là em theo em nói tắc nghẽn hay không tắc nghẽn. Pourquoi vous dites qu'elle est obstructive? Nếu mà nói là tắc nghẽn thì tại sao?
Ici, je ronfle. Ở đây là bệnh nhân còn tiếng ngáy. Si je ronfle, c'est obstructif. À, và khi mà có tiếng ngáy thì các em kết luận đó là tắc nghẽn. Et deuxième chose, un épisode de ronflement suivi par une chute d'oxygène, c'est une hypopnée obligatoire. À, vậy thì khi mà có một tiếng ngáy đúng không ạ? Theo đấy là một cái giảm độ bão hòa oxy máu này, đúng không ạ? Một cái giảm tắc nghẽn này. Comment l'hypopnée le premier? Alors, comment on l'a pas mis, mais on pourrait le mettre. On pourrait le mettre. Après ça, on passe de 93 à 92%. Non, à 95. Bon, pas facile. Pas facile. Là này thì cũng không rõ, vì nó không giảm oxy nhiều. Từ 93, 94 đến 92. Đấy, đoạn này nó không oxy nhiều. Cái đoạn này nó không rõ, không dễ để mà cốt cái đoạn này. Diapositive suivante. Đoạn này không rõ em ạ. Ici, on passe. Sous machine. Khi mà thở với máy thở. Là c'est quelqu'un qui a une machine, une PPC. Thế là một bệnh nhân mà đeo cái thở máy áp lực dương. Le capteur de pression ici est équivalent à la canule nasale. Sous machine, sous PPC, quand on fait des contrôles, on met un capteur de pression. Ở đây thì khi mà thở máy thì nó sẽ thấy ra tình trạng là nó có cái khi mà đeo máy thở thì cái áp lực ở dưới nước nó sẽ biến đổi tương tự tương ứng như này. Et là ici on a le débit et ici ça baisse beaucoup. Donc ici, il y a une nette diminution de la respiration. Ở đây thì nó sẽ có một cái giảm về cái lưu lượng thở, đúng không ạ? Và có một cái gọi là hạn chế cái lưu lượng thở này. Avec un taux d'oxygène qui baisse, donc j'ai bien une apnée ou une hypopnée ici, c'est sûr. Và sau đấy là chúng ta có một cái giảm độ bão hòa trong máu, vậy chúng ta chắc chắn rằng là phần này nó một cái giảm thở hoặc là một cái lưu thở. Les sangles, elles nous aident pas beaucoup pour savoir si, alors quand il reste des apnées sous machine, c'est important de savoir si c'est des apnées centrales ou obstructives. Quand il reste des apnées sous machine, c'est important de savoir si c'est des apnées centrales ou obstructives parce qu'on va pas faire la même chose. Khi mà bệnh nhân mà thở máy, đo thở máy mà có ngưng thở, chúng ta phải tìm xem là ngưng thở tắc nghẽn hay trung ương, vì cái xử trí nó hai cái khác nhau. Et demain, pendant qu'on verra le traitement, on verra que quand apparaissent des apnées centrales sous machine, il y a des réglages particuliers à faire. Vì ngày mai chúng ta sẽ thấy cái bài điều trị thì những cái điều trị thở máy cho ngừng thở trung ương sẽ khác. Et là, je peux dire que c'est une apnée centrale grâce au micro. Parce que oui. Ici, c'est pas facile pour moi de savoir sur les sangles. Là, j'ai un peu de mal. Mais le micro ici, il m'aide beaucoup pour dire c'est une apnée centrale. Và ở đây chúng ta sẽ dựa vào cái tín hiệu của cái micro à, từ số 1 đây, để kết luận nó là một cái ngưng thở trung ương. Đúng không? Khi mà nhìn vào cái này thì có thể nó sẽ không rất là khó để biết được. Nhìn vào cái áp lực này, nó rất là khó để biết. Ở đây thì chúng ta nhìn vào cái tín hiệu. J'ai un bruit qui est continu. Không có cái tiếng gì cả, đúng không? Liên tục trong cái đoạn này. Ça veut dire que les cordes vocales sont ouvertes et que la machine souffle. C'est pas fermé ici. Okay. Do là khi mà người ta thở máy đúng không? Thì khi mà lúc đấy khi dây thanh nó mở, máy nó cứ thổi. Il y a de l'air qui passe tout le temps, donc c'est pas obstructif, c'est central. Và lúc đó thì rõ ràng là khi mà máy thổi lúc nào đường thở cũng được thông thoáng, đúng không? Và rõ ràng cái ngưng thở này nó không phải là ngưng thở tắc nghẽn mà là ngưng thở trung ương. Ok, on va passer. Vas-y, on va passer. Allez-y, passez. Encore. Ah. Allez. Non. Ah, ce qui. Voilà. Ça, c'est une règle aussi de codage. Qui est importante, c'est ce qui commence comme une hypopnée et se termine en apnée se cote
comme une apnée tout du long. Tức là những cái biến cố mà bắt đầu giống như một cái giảm thở, đúng không ạ? Nhưng mà kết thúc bằng ngưng thở, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ kết luận cả cái biến cố đó là một cái ngưng thở. Ici vous avez une apnée certaine. Chúng ta có một cái ngưng thở ở đây. Mais ici vous avez une hypopnée. Ici pourquoi c'est une hypopnée? Parce que je n'ai plus de canule nasale, j'ai plus de signal ici, mais j'ai encore de la respiration là buccale. OK? Ở đây chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta có một ngưng thở đây rõ ràng rồi. Phía trước thì cũng là một cái cơn giảm thở. Thì cái lưu lượng qua mũi này nó rất là thấp, không có. Tuy nhiên thì nó vẫn còn cái tiếng động cái sông ở đây. Là bệnh nhân có thể thở miệng chỗ này. Donc ici j'ai bien une apnée, mais ici c'est comme une hypopnée et en fait pour bien coder selon les règles internationales, il faut que je fasse débuter mon apnée ici. Và như vậy thì theo cái quy ước của chúng ta thì chúng ta sẽ code ở phần cả cái phần này. Ce sont les règles de codage. Đấy là cái quy ước để mà chúng ta mã hóa thì là một cái ngưng thở, một cái ngưng thở. Ừ, đúng rồi. Không, bên cái chỗ mà người ta cốt là ngưng thở đấy. Đây gì? Nó vẫn cứ nhảy. Đây đúng không? Đây đúng không? La question c'est dans cette période de apnée. Oui, apnée parce que je n'ai plus de respiration buccale. Mais il y a aussi quelques. Non, mais c'est tout petit. Non, c'est tout petit. Par rapport à ça, ici j'ai rien, c'est. Là nó như ở thầy bảo ấy, nó chỉ tiếng như vậy. Nó rất nhỏ, không đáng kể. Pour que j'ai de la respiration, il faut qu'il y ait à chaque fois les deux mouvements. Nó phải như thế này thì nó mới thể hiện là một cái thở, đúng không? Một cái động của nó. Donc là ici, j'ai plus rien qui passe, j'ai une apnée. Et alors, j'ai une apnée, même si ça ne désature pas, hein. Même si je n'ai pas de chute d'oxygène, là, j'ai une apnée. Kể cả trong trường hợp này, chúng ta vẫn cốt là ngưng thở, mặc dù sau đấy chúng ta không có cái giảm độ oxy trong máu. Et d'ailleurs, je n'ai pas des chutes d'oxygène importantes. Hein. La définition de l'apnée ne fait pas référence à la chute d'oxygène. Elle fait référence à l'arrêt respiratoire. 90%. Comment? C'est important comme message. Nó không bao gồm cái định nghĩa phải có cái giảm được bão hòa oxy máu mà là cái nghĩa của nó là về cái giảm cái hoạt động về hô hấp, không có cái hoạt động hô hấp trong cái thời điểm đấy. Et si vous avez une apnée qui commence là, qui se termine là, et j'ai pas de chute d'oxygène, j'ai bien une apnée. Ở đây thì chúng ta khi mà chúng ta cốt đây, đúng không? Là từ ngưng thở từ đây, đúng không? Đến đây và sau này kể cả không có cái giảm độ bão hòa oxy máu đấy, vẫn là ngưng thở. Pourquoi? Parce que la façon de se réveiller, elle dépend du gaz carbonique et elle ne dépend pas du taux d'oxygène. Donc, chez cette personne-là, elle s'est réveillée et elle a repris sa respiration parce qu'il y avait trop de gaz carbonique et l'oxygène n'a pas eu le temps de baisser. Voilà, ce qui permet le réveil, c'est le gaz carbonique. Tức là ở đây nó sẽ liên quan đến cái cơ chế mà tăng CO2 khi mà ngưng thở này thì bệnh nhân sẽ bị tăng CO2 và lúc này người ta sẽ có cái phản xạ tức giận và nó chưa kịp gây ra cái tình trạng mà giảm oxy máu gây vậy được bao nhiêu vậy par le gaz carbonique par la chute d'oxygène và vì như thế chúng ta sẽ không có cái tình trạng mà giảm oxy máu. Oui. Là c'est assez joli ça. Alors, ok, qui a envie de parler là-dessus? Allez, monsieur, allez, hop, vous m'interprétez ça. Là cái biên độ của nó, cái độ cao của nó, đúng không? Nó khác so với nó hơi thấp hơn chút. Là, 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 là
intensité un peu. Mais... Ah, justement, c'est le piège là. C'est ici le piège. C'est que le flux nasal, il n'est pas mauvais. Il n'est pas si mauvais que ça. Qu'est-ce qui n'est pas normal sur ce flux nasal? N'est-ce pas en plateau? Oui, c'est ça. Ça, c'est pas normal. C'est bien fait. Il a du mal. Hein? Donc, l'aspect en plateau, il a du mal pour respirer. Mais l'amplitude, il respire quand même pas mal. Nhưng mà cái biên độ ấy, thực tế vẫn còn không phải là tồi đúng không? Et du coup, ça nous permet de rebondir sur la définition théorique que j'avais présentée avant. Quand il y a quelqu'un qui a demandé c'était quoi le plateau inspiratoire, en fait, c'est ça le plateau inspiratoire. C'est ça le plateau inspiratoire. De l'expliquer au moment même, c'était difficile, mais de le voir en image, c'est plus simple. Parce que c'est dans la définition française, il y a un plateau inspiratoire. Oui, dans la définition française. Pas chez les Américains, mais pour les Français, quand vous avez du plateau inspiratoire comme ça tout le temps, il y a une chute d'oxygène, nous les Français, on cote en hypoté. Mais sur l'amplitude, il respire quand même pas mal. Et par la bouche aussi, il respire pas mal. Hein. Là-haut, dans la trachée, ça passe l'air. Mais il y a quelque chose qui nous embête. Qu'est-ce qui nous embête? Alors, on ne voit pas très bien, mais ici, la saturation, elle est à 95. Là, elle est à 95. Là, aussi, elle est là, 89. Ici, j'ai une saturation à 95-94. Chúng ta thấy đây là cái oxy máu đây là 95 này, 94. Alors, il y a des choses qui sont vraies là, il y a des choses qui sont fausses. Nếu mà theo cái tiêu chuẩn là giảm trên 30% thì em nghĩ vẫn được cốt là giảm thở, vẫn được cốt là giảm thở, bởi vì ở đằng sau nó cũng có một cái biến đổi nữa, đấy là nó tự nhiên nó tăng, cái dòng tự nhiên nó tăng bù lên, đúng không ạ? Il pense que c'est peut-être une hypomnée parce que c'est une diminution de 30%. Ouais. Et aussi, il y a aussi des reprises. Ouais. Ici. Ouais. C'est bien. C'est... Donc il y a ça. Et puis il y a le ronflement qui est là. Le ronflement qui est là. Et j'ai le plateau inspiratoire qui est là. Et donc j'ai des chutes d'oxygène. Je sais pourquoi j'ai une chute d'oxygène, parce que je suis à 89 ici, je suis à 95 là, parce que je suis à 95-94, donc j'ai une vraie chute d'oxygène. Et j'ai une grande hypopnée qui commence ici, et qui se termine là. Une grande hypopnée. Le problème là, ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là có cái giảm về biên độ này, đúng không ạ? Giảm về cái nồng độ oxy này. Đây là 89, so với cái trước đấy là bình thường là 95 này. Đây cũng là 94 và 95 mà bệnh nhân có tiếng ngáy ấy. Thì là cái biến cố về giảm thở nó tính từ đây. Đấy, bắt đầu từ đây. Đây. Tính ça. Comme dit, il y a le plateau là, respiratoire. Et si on remonte, on remonte, on remonte. Là, on l'a encore, mais là, on l'a plus, le signal, il est rond là. Donc sur ces trois cycles-là, il n'y a pas de limitation de débit. Et ici, il se passe quelque chose, et après, limitation débit, limitation, plateau, jusque-là. Pour moi, il commence là. Ok,
có hiện tượng là đi ngang hoặc bình nguyên. Đấy, có xuất hiện cái tình trạng mà giới hạn cái lưu lượng thở từ đây, chúng ta xác định cái biến cố giảm từ đây. Nhưng mà vừa rồi anh nói là nó cái độ cao nó không biến đổi lắm thì cũng nghĩa là mình lấy cái mốc 30% để trả lời. Thì em hỏi lần này. Em có hỏi với em là gì? À, bình thường là cái định nghĩa giảm thở là phải nhiệt độ nó phải giảm trên 50% đúng không ạ? Nhưng mà đây thì nó không bình nhiên nó giảm cái mức đấy. Et là, là vous voyez ce que disait aussi le docteur Martin, hein? L'onde de pétismographie qui c'est du. Ở đây thì chúng ta cũng xem cũng quan tâm đến một cái tín hiệu đó là cái về cái plasmography cái sóng mạch đúng không ạ? Thì là nó sẽ biến đổi. Ça c'est la décharge d'adrénaline. Décharge d'adrénaline, vasoconstriction et le pouls qui baisse. Nó có sự tăng tiết adrenaline và gây ra co mạch đúng không ạ? Cái hiện tượng mà cái sóng mạch đây là thu nhỏ lại. Alors, diapositive suivante. Non, oui. C'est là. Alors là, je vais vous aider là. Je vais vous aider. Là, on est sous machine là. On est sous ventilation. On a les variations de pression là. Il ne se passe pas grand chose, hein. Mais l'oxygène il baisse. Ça ronfle ici, donc on a mis une hypopnée là. L'oxygène il est tout le temps bas, 91, 90, ici, là. L'oxygène il est bas tout le temps. Nồng độ oxy của bệnh nhân thì nó giảm suốt cả cái quãng thời gian này, nó thấp đi trong cả cái quãng thời gian này. Cinq minutes, là minute. Là, on est sur une page de 2 minutes. 2 minutes trong cái biên độ 2 phút. Là l'oxygène qui est tout en bas, ça respire, il n'y a pas vraiment beaucoup d'événements. Et ça, c'est typique. Oui. C'est typique des gens qui sont en hypoventilation. Sur beaucoup de poids, tout le temps l'oxygène est bas comme ça. Là cái tình huống này là một cái tình huống mà bệnh nhân bị giảm không khí thế nào, do cái cân nặng của bệnh nhân thừa cân và đây thấy rằng là cái nồng độ oxy sẽ giảm suốt cả cái chiều giảm nó thấp liên tục như vậy đều như vậy. L'oxygène il est bas tout le temps ici. Đấy, nó thấy là cái nồng độ oxy nó sẽ toàn bộ thời gian nó sẽ thấp. Donc c'est une dame qui est sous machine, on voit les courbes de pression là, elle est bệnh nhân này thì là nữ đúng không? Được thở máy, thấy áp lực máy thở. La pression est ici autopilotée. Auto, la PPC est autopilotée. Ouais, máy thở điều chỉnh áp lực là. IMC 44. BMI là 44. Donc sur le plan de traitement, mais vous verrez ça demain. Soit on va mettre en constant, en augmentant beaucoup les pressions, soit on passera en BiPAP. Ngày mai chúng ta sẽ học về cái chiến lược điều trị. Thì ở những bệnh nhân này, một là chúng ta tăng cái áp lực máy thở lên, hai là chúng ta chuyển sang sử dụng cái máy bypass. Sorry, anh thử máy lại cái slide đấy, phải luôn đúng không? Bởi vì là cái đoạn ngay phía trên đầu ấy, nó một cái đoạn giống như đoạn ngừng thở ấy. Cái số 1 ấy, cái số 1 lúc nãy thầy bảo là cái đoạn này là bệnh nhân ngừng lại, máy chỉ thổi thế. Cái đoạn này ông có cốt là có vấn đề gì ở đoạn này? Est-ce qu'il y a des problèmes d'événements? Non, non, ça continue à ventiler là. Continue à bouger, continue à ventiler. Comme ça. Ici, je peux dire qu'il y a un événement parce que j'ai une baisse d'oxygène et qu'elle monte. Mais sinon. Mais de toute façon, diapositive suivante. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe sur la nuit. Hein, et on voit que l'oxygène, il est tout en bas. C'est le syndrome obésité hypoventilation. Và khi mà nhìn được cái bản đó cả đêm thì cái nồng độ oxy máu nó thấp đều cả đêm thì nó là cái hội chứng giảm không khí Việt Nam bây giờ. Diapositive suivante. Alors sur les polygraphes, il y a des capteurs qui nous aident, il y a d'autres capteurs. Là ici vous avez le capteur de lumière. Trong đó là ký thì chúng ta có cái kênh khác đúng không ạ? Ví dụ đây là kênh về cảm biến về ánh sáng. Donc ici on a le ronflement.
ngáy ở đây, tình trạng ngáy ở đây. Et puis, une fois qu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'enflement. Khi mà không ánh sáng quá, không có tiếng ngáy. Qu'est-ce qu'on conclut? Tôi là cái gì? Qu'est-ce qu'on conclut? Quelqu'un qui ronfle que quand il y a de la lumière. Ben, il ronfle pas, il parle. Si jamais je parle comme ça, ça va faire comme si j'avais un gros bruit de ronflement. C'est pareil. Il dort pas là. Il dort pas. Il y a la lumière allumée, il est en train de parler ou de lire un livre à haute voix. Vous avez un deuxième, et donc ça, il faut l'enlever de l'analyse, bien sûr. Vous avez aussi sur le... Il est enlevé, hein. Il est en gris, il est parti. On va analyser que cette partie-là. Il y a aussi autre chose. Non, pardon, en arrière. Autre chose, en arrière. Voilà. Il y a aussi autre chose, c'est l'actimètre. L'actimètre, sur un polygraphe, on n'a pas les stades de sommeil. Sur le polygraphe, on n'a pas le sommeil. Okay. Par contre, on a un détecteur de mouvement qui s'appelle actimètre. C'est le détecteur de mouvement. Si j'ai des mouvements, c'est que je ne dors pas. Donc, vous voyez ici l'actimètre qui est en activité permanente. Et là, il a arrêté de bouger. Donc, il a commencé à dormir à 4h30 du matin. Diapositive suivante. Non. Là, ici, on a pareil de la lumière. Actimétrie. J'enlève de l'analyse. Là-haut, j'ai les capteurs de position. Au Vietnam, 30% des actifs du sommeil sont positionnels. Et on peut trouver des traitements pour la position. Ici, je suis sur le dos. Je suis sur le dos. Et je fais des apnées et des chutes d'oxygène. Je ne suis pas sur le dos et je ne fais pas d'apnée. Mais c'est un piège. Continue. Encore. Voilà. Le piège, il est là. C'est que là, il me refait des apnées et des chutes d'oxygène et il n'est pas sur le dos. Alors, quand on fait des bouffées d'apnée comme ça, et que le reste de la nuit, ça va bien, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est positionnel. Một là nó cái ngừng thở nó liên quan đến cơ thể. Sur le dos. Ouais. Khi mà mình nằm ngửa. Soit c'est pas positionnel. Et là c'est pas positionnel. Là il fait des apnées pas à cause de la position mais à cause d'autre chose. Và ở đây thì khi mà tình huống có thêm cái này nữa có nghĩa là cái này nó không liên quan đến cơ thể của bệnh nhân mà do một cái nguyên nhân khác. Dans quel stade de sommeil est-ce qu'on fait le plus d'apnées? Cái giai đoạn nào của giấc ngủ mà người ta bị ngừng thở nhiều? Sommeil paradoxal, le REM. C'est la phase de sommeil normal.
REM. Vas-y, continue. D'accord. Voilà, sommet REM, REM, REM. REM. Donc, c'est les apnées du sommeil au sommeil paradoxal. Donc, quand vous suspectez, là, ici, on a une polysomnographie, on peut faire le diagnostic. Sinon, on n'aurait pas pu. Quand vous mettez un traitement positionnel, il faut faire une polygraphie de contrôle avec le traitement pour être sûr que tout est bien disparu. Bon, allez, c'est terminé pour moi. Terminé. Vous avez des questions? Ok, non, je non. Les fans, question. Oh, oui, hein. Thứ hai nữa là nếu mà so sánh được cái việc đó là xảy ra nhiều cơn và một cái cơn nó kéo dài thì cái nào nó sẽ nghiêm trọng hơn, tại vì nếu mà hai cái thông số này á, nếu mà nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái chỉ số ngưng thở và giảm thở. Bởi vậy nếu mà thực sự nếu mà bệnh nhân có nhiều cơn đó, thì sẽ thường mình sẽ được bệnh nhân vô là thấy mức độ nặng hơn. Nhưng mà nếu một số nếu bệnh nhân mà cái chỉ số nó thấp nhưng mà cái thực sự cái cơn nó nặng hơn rất nhiều đến bệnh nhân á, thì nó sẽ như thế nào? Cho nên vậy cái chỉ số ngưng thở và nhịp thở của mình thực sự cái chỉ số này cũng không hoàn toàn là thực sự. Thì có cái đánh giá nào khác trong những trường hợp đó không? Ví dụ như ý em nói là một cái nhiều cơ với lại là những cơ người nhỏ có chỉ số ngưng thở. Thì nó có cái chỉ số nào mà sẽ không kỹ hơn về cái đó? La question, c'est il y a des relations entre la durée des événements d'apnée et apnée avec les complications, les saturations ou les activations sympathiques. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir. Alors là, ça va être très confus pour vous, hein. Je suis désolé. Ça va complexifier les choses. Hôm nay thì nó rất là nhiều thứ. Mọi người sẽ cảm thấy rất là căng thẳng và lẫn lộn nhiều thứ. On se rend compte que et l'index d'apnée hypopnée et l'index de désaturation, enfin que surtout l'index d'apnée hypopnée, c'est pas le plus dangereux en fait. Cái chỉ số về cái ngưng giảm thở ấy là cái chỉ số mà nghiêm trọng nhất. Et ce qui est le plus dangereux sur le plan cardiovasculaire, c'est ce qu'on appelle la charge hypoxique. La charge hypoxique. C'est, en fait, c'est la, c'est pas vraiment la désaturation, c'est une intégration. En gros, c'est les désaturations qui sont le plus dangereux. Mais c'est une façon de calculer particulière qui s'appelle la charge hypoxique. Et donc, một trong những cái mà cái yếu tố mà nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng thứ hai đấy là cái mà gánh nặng do cái việc mà giảm oxy máu gây ra. Đấy. Đặc biệt là lên các bệnh lý về tim mạch. C'est-à-dire que ce qui est dangereux c'est pas d'avoir de l'oxygène tout le temps bas, mais c'est d'avoir de l'oxygène bas de façon répétée en fait, et que ça remonte et que ça redescend. Alors, ce qui est le plus dangereux c'est l'oxygène bas de façon répétée, mais pas de façon continue. C'est les pics en fait. Tức là ví dụ như hai cái trường hợp, một trường hợp là oxy máu cứ giảm đều thấp trong cả cái giấc ngủ. Hai là cái trường hợp nó cứ giảm, nó tăng lên, cứ giảm, nó tăng lên, lặp đi lặp lại như thế. Thì cái trường hợp nào nó nguy hiểm hơn? Et la deuxième chose qui est dangereuse, ce sont les micro-éveils. Cái điều nguy hiểm thứ hai nữa là cái tình trạng vi thức của bệnh nhân.
Et donc, c'est aussi dangereux d'avoir des événements courts, voire plus dangereux d'avoir des événements courts que d'avoir des événements longs. Tức là những cái trường hợp mà có cái tình trạng mà vi thức giấc ấy, thì nó càng cái vi thức giấc nó ngắn ấy, càng nguy hiểm hơn là cái vi thức giấc nó dài. Parce que quand vous avez des événements courts qui se répètent, vous vous réveillez très souvent. Et quand vous vous réveillez, vous avez une décharge d'adrénaline. Trong trường hợp mà có rất nhiều cái vi thức giấc nó ngắn như vậy, thì bệnh nhân sẽ bị đánh thức nhiều lần, liên tục như vậy, đúng không ạ? Vì thế thì nó sẽ kích hoạt cái hệ giao cảm liên tục. Donc c'est faussement rassurant les événements courts. C'est fausse, on se rassure faussement avec des petits événements pas trop longs, en fait. Chúng ta cố gắng xác định cái biến cố rất là ngắn như vậy, rất là quan trọng. Donc ce qui est dangereux dans l'apnée du sommeil, c'est les chutes d'oxygène très profondes et la répétition des micro-éveils. Ce sont deux toxicités différentes. Tức là trong một trường hợp khác rất là nguy hiểm khi mà có tình trạng mà giảm oxy máu rất là sâu, đúng không ạ? Kết hợp với cả những cái vi thức giấc nữa. On va parler un peu de l'oxymétrie. L'oxymétrie est un outil intéressant, notamment pour le suivi des patients, et ça coûte beaucoup moins cher qu'une polygraphie. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái màn theo dõi oxy máu đơn thuần. Cái này thì nó rất là có ý nghĩa, đặc biệt là có thể sử dụng theo dõi bệnh nhân. Ça peut être utilisé en dépistage, mais ça ne peut pas être utilisé en diagnostic. Cái này thì được ứng dụng để sàng lọc, để phát hiện, chứ không phải để chẩn đoán. Ici, vous avez une oxymétrie qui montre à l'évidence qu'il y a des apnées, c'est sûr. Ở đây thì khi mà đo thì nó sẽ có thể thấy được tình trạng giảm oxy máu thì nó là những cái bằng chứng của những cơn ngưng thở, chỉ vậy thôi. Par contre, vous ne pouvez pas savoir si ce sont des apnées. C'est la même oxymétrie. Si jamais ce sont des apnées obstructives ou si jamais c'est des apnées centrales. Ici, le fait qu'il y ait 95 apnées centrales, ça doit interpeller. Chúng ta không thể biết được nó là cái ngừng thở tắc nghẽn hay là ngừng thở trung ương. Đây là ngừng thở trung ương, đúng không ạ? Có cái ngừng thở trung ương, đúng không ạ? Chúng ta không biết phân biệt được là tắc nghẽn hay là trung ương. Ici, on a une patiente qui a une insuffisance respiratoire. Elle a une BPCO très évoluée. Elle a un taux d'oxygène au départ qui est bas. Và ví dụ như trường hợp mà bệnh nhân có những cái bệnh lý về suy hô hấp mãn tính chẳng hạn, thì nó sẽ có cái tình trạng là giảm oxy máu nó thấp và liên tục như vậy. Sur l'oxymétrie, vous allez avoir envie de dire qu'elle a une hypoventilation alvéolaire sur sa maladie respiratoire. Ở đây thì khi mà đo cái nồng độ oxy này thì chúng ta sẽ có thể kết luận rằng là nó có cái tình trạng giảm không khí phế nang gây ra cái tình trạng là giảm cái nồng độ oxy. Si vous faites une polygraphie, vous voyez qu'il y a un énorme ronflement et beaucoup d'apnée et d'hypopnée. Ở đây thì sẽ có khi mà đo đa ký hô hấp thì thấy rằng là sẽ có rất nhiều cái tiếng ngáy, đúng không ạ? Và cả những cái cơn ngưng thở nữa. Donc elle n'a pas que l'insuffisance respiratoire, elle a et l'insuffisance respiratoire et le syndrome d'apnée du sommeil. Elle a les deux maladies. Và như vậy thì chúng ta sẽ không biết được là nó vừa giảm oxy máu do cái tình trạng bệnh lý hô hấp, đúng không ạ? Hay là vừa giảm oxy máu do cái ngưng thở khi ngủ, hay là cả hai cái kết hợp ạ? Et diapositive suivante, elle a un index d'apnée hypopnée à 69 par heure. Cái chỉ số là 69 cơn một giờ. Saturation d'éveil 89%, saturation moyenne 85%. Cái chỉ số oxy máu lúc thức là 89%, còn trung bình thì là 85%. Qu'est-ce qu'on va proposer à cette patiente? Chúng ta đề xuất cái gì ở bệnh nhân này? Qu'est-ce qu'il faut faire comme examen? Là, en plus. Chúng ta làm thêm cái thăm khám thêm. Un examen à faire. Quan trọng. Gaz du sang. Gaz du sang. Pour savoir quoi? Biết cái gì? CO2. CO2. Hypercapnie, je fais quoi? Một cái tăng CO2 máu. Đúng không? Si j'ai une hypercapnie, trop de CO2, je fais quoi? Nếu mà có tăng CO2 máu thì làm gì tiếp? Cũng là thở máy. Nan invasive, ventilation. BNI? Non, hypercapnie, je fais quoi? Si j'ai une hypercapnie, je fais quoi comme machine? Nếu mà có tăng CO2 máu, chúng ta làm gì tiếp? CPAP, BIPAP. Si j'ai hypercapnie, j'ai BIPAP.
l'hyperventilation. Pas l'hypercapnie, j'essaye déjà une PPC normale. Ok? Si une hypercapnie, prends le. Ça dépend de ça. Dans les guidelines, on peut commencer par la PPCO, voir ce que ça donne. Oui, les hypercapnies, non, ouais. Avec une PPCO évoluée. Non, les recommandations à cœur, quand c'est à l'état stable, il faut distinguer l'état stable des décompensations. À l'état stable, s'il y a une prédominance d'apnée au profil, on commence par la PPCO. Voilà, mais même si il y a une hypercapnie, hein. Oui, bien sûr, oui. Tout à fait. Donc, par contre, en cas de décompensation, évidemment, de toute façon, on est coincé. Oui, voilà, c'est vrai. C'est ça. Bon, en tout cas, il faut le faire. Non, mais c'est, je pense que c'est important parce qu'il y a, trop de. Enfin, vous l'avez dit. C'est un pense-fait. Il y a trop de médias qui sont engagés chez les patients qui sont stables, qui ont des diagnostics prédominants, dont le traitement et la CIPAP, la PPC. C'est important parce que une médias, c'est beaucoup plus difficile à manier. Diapositive suivante. On est sur une oxymétrie, là, encore. On a l'impression que ce n'est pas trop grave. Cái điều đồ với oxy máu. Không phải là quá tệ. On fait la polygraphie. Và khi làm kết quả, đo đạt huyết áp. On est bourré d'apnée. Đây, rất nhiều cái cơn ngưng thở. Donc, l'oxymétrie, c'est surtout bien pour la surveillance. Quelquefois pour le dépistage, mais c'est vraiment pas suffisant pour un diagnostic. Rõ ràng là cái bằng chứng ấy cho chúng ta thấy rằng là nó chỉ cái mức độ cái giá trị của đo oxy máu nó chỉ là có thể phát hiện được thôi, chứ không phải để chẩn đoán là có ngưng thở hay không. Voilà, moi j'ai terminé, je crois. Kết thúc ở đây. Terminé. Được chưa? Xong rồi, kết thúc cơ bản. Hein? Oui, j'ai terminé. S'il y a des questions, avec plaisir. Cái bài này nó rất là khó, mọi người bình tâm lại mà hỏi. Dịch cũng không kịp đâu. Anh gánh dịch cũng không kịp. Nói rất nhanh. À, thầy nói nhanh và những kiến thức nó nội dung nó rất nhanh. Nhanh. Đi cơ. Ừ, thì đương nhiên tại vì nó phức tạp quá. Cái bài này 150 slide, chắc là thầy chọn những cái nào nó để mọi người đỡ lẫn. Bây giờ mọi người còn câu hỏi gì thì hỏi trong cái phần mà mình đã được học. Ví dụ trong cái phần giảng có cái gì chưa rõ, chúng ta hỏi lại cho nó rõ, đúng không? Anh hỏi giúp em là cái VMA là cái cảm xúc hút mà Concernant les Gera. On ne peut pas voir le Gera dans la polygraphie. Non. Polysomno obligatoire. Pas pour faire la date de mieux. Est-ce que quelle est la solution pour dépister dans la polygraphie? Le Gera. Ils ont souvent quand même un ronflement important. C'est le premier patient que je vous ai montré, enfin presque. Voilà. Ils ont souvent quand même un ronflement. Mais chez les femmes jeunes, on peut passer vraiment à côté. Il peut y avoir chez les femmes jeunes et assez minces juste une diminution de la respiration qui les réveille. Voilà. Il faut, quand on suspecte, il faut faire une polysomnie. Nhiều liên tục hoặc là trong trường hợp mà bệnh nhân có cái tỉnh thức rồi từ đó sau khi mà bị ngưng thở thì đấy là những cái mà gợi ý đó. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on se réveille quand on fait des apnées du sommeil ou quand on fait du VERA? Pourquoi est-ce qu'on se réveille? Quelles sont les façons de se réveiller?
cái mà vậy thì tại sao chúng ta phải quan tâm đến cái ga đấy, tức là cái biến cái ga thì nó sẽ theo dõi như thế nào? Il y a deux façons de se réveiller. C'est quoi les... Quand on respire mal la nuit, il y a deux façons de se réveiller. Pourquoi est-ce qu'on se réveille? Quoi? Je pose la question. Pourquoi est-ce que quand on respire mal la nuit, il y a des gens qui se réveillent souvent? Ils font des micro-réveils. Pourquoi? Tại sao chúng ta phải quan tâm đến những trường hợp mà bệnh nhân có rất nhiều cái vi thức vào ban đêm, thức dậy liên tục? Parce que peut-être quand il a patient, il a beaucoup de réveil ou micro-éveil. Oui, mais qu'est-ce qui organise, quelle est la cause du micro-éveil? Pourquoi est-ce que les gens vont faire des micro-éveils quand ils respirent mal la nuit? Quels sont les mécanismes du micro-éveil? Mécanisme, c'est là cái après thì cái cơ chế của cái hiện tượng micro-éveil là sẽ làm cái diminuer de oxygène. C'est les montées de shoulder, c'est donner les reflexes pour les réveiller, pour exprimer. Oui. Voilà. Ça, c'est la première façon de se réveiller. Oui. Mais il y en a une autre. Il y en a une seconde. Ça, c'est là. Oui. C'est une fréquente, ça. Mais il y en a une autre qui n'est pas rare du tout. Et c'est ce qui explique le rare. Tức là cái cơ chế đầu tiên mà của cái vi thức giấc như anh Hải nói, tức là nó gây thay đổi cái nồng độ về oxy, đúng không ạ, tăng CO2 máu, đúng không? Gây tình trạng vi thức giấc, thì đấy là cái cơ chế rất là phổ biến. Tuy nhiên nó vẫn còn một cơ chế nữa, đúng không ạ? Si je vais vous dormir et que je pince le nez et que je mets la main sur la bouche, en combien de temps vous allez vous réveiller? Khi mà bạn bị thiếu việc miệng ấy thì khoảng sau bao lâu bạn tỉnh dậy? En 2 secondes vous vous réveillez. Immédiatement. Et ça, c'est pas parce qu'il y a trop de gaz carbonique ou pas assez d'oxygène. Ce sont les mécanorécepteurs. Des récepteurs à la gêne, à la respiration. Si je ferme le nez, tourne la bouche, vous dormez, vous vous réveillez tout de suite. Là, c'est pareil. Récepteur đường thở khi mà bị tắc nghẽn, bị mũi bị miệng lại thì tỉnh lại ngay. Récepteur mécanique. Et je suis gêné pour respirer, je me réveille. Tức là cái cơ chế đấy nó giải thích tại sao mà khi bị tắc nghẽn như vậy thì tỉnh lại ngay. Et chez des personnes, ce seuil de réveil est très abaissé. Il ronfle à peine. Et dès qu'il y a une toute petite gêne pour respirer, il se réveille tout de suite. Et ça, on observe ça assez souvent. C'est des femmes jeunes et qui ronflent pas beaucoup. Et donc c'est le RERA, ça, c'est le vrai RERA. Il faut faire des polysomnographies. Thì cái cơ chế đấy thì nó sẽ tùy từng người. Và những người ngưỡng mà từng thức nó thấp, đúng không ạ? Thì người ta sẽ tỉnh dậy ngay, khi mà người tắc cái, người ta tỉnh dậy ngay. Đặc biệt những phụ nữ chẳng hạn, đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy là nó có vi thức giấc rồi cái VGA, mặc dù nó không có ngáy. Đấy, bệnh nhân không hề ngáy nhiều gì cả, mà chỉ cần tắc cái là người ta tỉnh dậy do cái ngưỡng đáp ứng của ta nó rất là thấp. Les rhinites allergiques, par exemple, il n'y a pas que les rhinites allergiques, hein, mais oui. On sait que les rhinites allergiques, pour les allergiques, oui. Ouais. On sait très bien que ce sont des gens qui sont fatigués et qui dorment mal, et ce n'est pas pour ça qu'ils font des apnées, hein, c'est parce qu'ils sont juste gênés pour respirer la nuit, hein, et ça suffit. Par exemple, dans le cas où un patient a une situation de viêm mũi dị ứng, par exemple, même s'il n'y a pas de ngưng thở, mais il y a des vi thức, tu vois, il y a des tỉnh dậy, il y a ngủ rất là mệt. Est-ce qu'il y a des présentations? C'est tout pour la non. Médic. Pour moi, c'est terminé. Et je pense que comme les autres présentations sont longues, ouais. Je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous pouvez voir, dis-le, on y va. On y va, c'est ça. Ah, oui. Em hỏi gì không? Dạ. Em hỏi gì không? À, cái vụ mà tuột, bác ấy nghi ngờ là tuột canin mũi, thì bác ấy làm sao bác ấy thẳng định bác con phơm? Cái vụ đấy ạ. Thế là nếu mà có quay clip thì bác ấy sẽ đổi chiếu lại con phơm cái mũi tuột, canin mũi hay thành cái nào? Pendant le cas, le linéaire est parti. Oui. Grandi.
comment on peut confirmer la lunette se partir bah, la si lunette. Jamais la lunette est partie longtemps et que je n'ai pas de chute d'oxygène derrière. Voilà. Ensuite, vous avez deux autres capteurs potentiels en fonction des polygraphes pour savoir si je continue à respirer ou pas. Soit vous avez un capteur de son, ce qui peut nous aider, soit les polygraphes, maintenant, ils intègrent la respiration par les mouvements respiratoires. Tức là khi mà quan sát cái đấy thì giống như vừa rồi chúng ta nói, tức là chúng ta xem là có cái giảm độ bão hòa oxy máu đằng sau hay không. Thứ hai là dựa vào cái micro mà chúng ta gắn để đo cái tiếng động, xem là bệnh nhân còn thở, cái tiếng thở hay không. Đấy. Và kể cả trong trường hợp mà chúng ta xem cái cử động bụng, đúng không? Xem có cái cử động, thì cử động nó sẽ phản ánh cái hoạt động hô hấp của bệnh nhân. Si au niveau des sangles, je continue à respirer, on va le voir. Si j'arrête de respirer, le logiciel, il va dire diminution de respiration et chute d'oxygène. Là khi đấy thì nếu mà có cái ngừng thở thực sự ấy, đúng không ạ, thì nó sẽ có biến đổi về cái cử động của ngực bụng, đúng không? Sẽ kèm theo đó là cái giảm oxy máu và máy nó sẽ cốt được là cái biến cố giảm thở. Bon, il faut mettre des sparadraps hein, sur les canules nasales. On met des sparadraps pour que ça tienne bien pour la nuit. Chúng ta phải cố định hai cái ngạnh của cái oxy cái canule, tránh được bị tuột ra trong buổi đêm đó. Voilà. J'ai une question sur le diapositive. Et le premier événement ici, on compte apnée obstructive, c'est oui. ça? Oui. Mais il y a encore des gonflements oui. ici. Et on peut compter par le hypopnée ou pas? Oui. Parce que le deuxième événement, il y a oui. presque, il n'a pas de gonflement. Oui. C'est bon pour le apnée, mais le premier événement. Vous avez raison. Le premier, c'est une hypopnée, et le second, c'est une apnée. Vous avez raison. Cái câu hỏi của tôi ở đây thì là, tức là lúc nãy ở cái slide này nó có chút mơ một chút chút chắc là lúc nãy chưa hỏi kịp, đó là với hai cái cơn ngừng thở mà các bạn nhìn thấy ở đây thì rõ ràng là cái cơn ngừng thở đầu tiên ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái sông 2, tức là cái gonflement là cái ngáy của bệnh nhân vẫn còn, trong khi đó cái cơn ngừng thở thứ hai thì gần như là cái ngáy nó biến mất. Thế thì cái câu chuyện khi bệnh nhân ngừng thở thì bệnh nhân có ngáy được không? Thế thì trong cái trường hợp này bệnh nhân còn ngáy, cho nên cái cơn đầu tiên chúng ta sẽ cốt là cơn giảm thở, cơn thứ hai mới là cơn ngừng thở. Làm rõ cái vấn đề này nó có đặc biệt. Cái câu hỏi của em là gì? Câu hai là mình quên. Cái câu hỏi em nói là về vấn đề cái phim giả đi số hai này. Nếu mà cái việc mà nhiều cái cơn ngừng thở so lại cái một việc là một cái cơn mà nó kéo dài và giảm oxy máu nghiêm trọng, thì cái nào nó hiểu hay so sánh hai cái đó, cái nào nó cũng còn nghiêm hơn. Còn lại là một bên là nhiều cơn ngừng thở, đúng không? Chỉ số ahi lớn, đúng không? Một bên là ít cơn, nhưng cơn sâu, có cơn dài và có giảm bão hòa oxy máu sâu hơn, thì cái nào nguy hiểm hơn cái nào, đúng không? Nếu như vậy thì chỉ số ahi trong điều trị nó sẽ có một số nhầm lẫn. Lúc đấy thì cái chỉ số ahi nó sẽ không phản ánh chính xác cái mức độ nặng của bệnh nhân, đúng không? Với lại tinh thần điều trị của mình. Nghĩa là cái em hỏi là nếu trong trường hợp đó thì có chỉ số nào? Cách nào để chúng ta đánh giá sâu hơn? Thì là hồi nãy cái câu nãy em bác hỏi thì cái vẻ nói nó thực ra thầy cũng nói rồi ấy. Dạ. Tức là cái độ liên quan của độ dài cái cơn á với lại cái biến cố này thì em hiểu ý của thầy đó là một là về cái tần suất xuất hiện cái cơn viêm thức nó sẽ ảnh hưởng đến cái kích hoạt của cái hệ giao cảm và dẫn đến những cái biến cố bất lợi, nhưng mà ngoài ra cái việc đó thì cái cục oxy máu nghiêm trọng nó cũng xảy ra những biến cố nghiêm trọng, thì sự hai cái đó thì em thấy nó không có cái nào, nói chung là hai cái đó nó không thể so sánh được, tại vì hai nó hai cái phạm trù thôi. Thì trong tình huống đó thì em thấy có vẻ như chỉ số A đây nó có vẻ là một chỉ số của bạn. Ok. C'est donc il y a une question concernant le valeur du index IH. Donc d'une part dans une carte et avec le IH plus grand,
Et dans les autres cas, le IAS plus faible, mais les années et l'ombre et les saturations et plus fondes. C'est quels sont les différents cas, les dangereux cas. Pour l'instant, c'est surtout l'index de chute d'oxygène et l'index global de désaturation qui fait que c'est dangereux ou pas. Mais ça doit intégrer. Tức là, nói chung, nhìn chung, đầu tiên vẫn là cái chỉ số ngưng giảm thở và cái chỉ số mà giảm, cái chỉ số giảm độ bao hòa xi máu. Đấy là cái mà đầu tiên, là ça, cái mà nghiêm trọng. Đầu tiên. Ça doit intégrer les comorbidités. Si par exemple j'ai déjà fait un accident vasculaire cérébral ou si je suis un insuffisant cardiaque, 15 apnées par heure, c'est très dangereux. Thứ si. Hai là cái chúng ta đánh giá về cái mức độ bệnh đồng mắc của bệnh nhân. Nếu mà người ta có những cái đồng mắc về tim mạch, mắc về não chẳng hạn. Si j'ai 75 ans, si je fais 30 apnées par heure, mais que j'ai pas de maladie. C'est pas obligatoirement très dangereux. Ví dụ như trong trường hợp mà không có bệnh đồng mắc gì chẳng hạn thì kể cả cái chỉ số nó cao hơn một chút thì nó cũng không nguy hiểm ở cái việc mà chúng ta có cái bệnh nhân có cái bệnh đồng mắc mà cái chỉ số ở mức trung bình trên 15 thì cũng là nguy hiểm. Plus on est jeune et plus c'est dangereux d'avoir des apnées du sommeil. Plus on est jeune et plus c'est dangereux. Càng trẻ thì càng nguy hiểm hơn. Voilà, ça dépend de tout. Donc, les critères de gravité aujourd'hui, c'est trois choses. L'index d'apnée-hypopnée, les répercussions, est-ce que je suis très fatigué ou pas, est-ce que je vais avoir un accident de la route ou pas, est-ce que je mets ma carrière professionnelle, est-ce que j'ai des altérations pour mon métier, donc les répercussions. Et la troisième chose, c'est les comorbidités. Donc, il faut intégrer tout ça. Tức là để đánh giá cái mức độ nặng ấy, thì nó sẽ nhiều yếu tố, đúng không ạ? Thứ nhất là cái chỉ số đầu tiên, thứ hai là cái mà ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến cái công việc hàng ngày, như lái xe làm việc, ảnh hưởng đến cái lao động trong cái hoạt động sự nghiệp của người ta, đúng không ạ? Thứ ba nữa là cái các cái đồng mắc của bệnh nhân. Khi người đánh giá thì người ta đánh giá tổng thể các cái yếu tố này. Dans la tête pour l'examen, on garde index d'apnée sévère, syndrome d'apnée du sommeil sévère, index d'apnée supérieur à 30. Voilà, il faut garder ça dans la tête. Mais après, dans la vraie vie, ça dépend de tout ce qui se passe autour du patient. Thực ra thì khi mà đánh giá, nếu mà chúng ta chỉ đánh giá bằng cái đo này thôi, thì khi mà bệnh nhân có cái chỉ số trên 30, đúng không? Tức là cái chỉ số trên 30 là ở mức độ nặng rồi. Tuy nhiên, khi mà chúng ta đánh giá tổng thể ấy, thì chúng ta lại đánh giá cả nhiều yếu tố nữa, chứ không chỉ riêng cái yếu tố này, chỉ số này. Oui. Ensuite, l'autre chose importante en clinique à savoir, c'est qu'il y a une très mauvaise corrélation entre l'index d'apnée hypopnée et la fatigue ou la somnolence. Khi mà trên lâm sàng có những điều nữa đó là nó cũng không có sự tương ứng rõ, đúng không ạ? Với giữa cái chỉ số sở khi ngủ, ngưng giảm thở với cả cái tình trạng mà mệt mỏi ban ngày. Majeur de savoir ça, il y a des gens qui ont 10 apnées par heure qui sont épuisés, des gens qui font 80 apnées par heure et qui sont en pleine forme et on ne sait pas pourquoi. Thực ra cũng có những người mà người ta cái cơn ngưng thở thấp thôi, chỉ 10 cơn chẳng hạn, nhưng mà rất là mệt mỏi. Có những người cái tỷ số ngưng thở nó cao, 30, 40, nhưng mà bình thường. Chúng tôi không biết tại sao. Chắc là vì thế mà phải đánh giá tổng thể đúng không? Xem là nó ảnh hưởng như thế nào chứ. Còn câu hỏi gì không, Bảo? Được chứ. Bảo hỏi được cô ngay cho Bảo hỏi. Không, em theo như câu đơn giản tại em chưa catch được cái kênh mà áp lực xương ức ấy, thì không biết là cái biến đổi của nó trong cái lúc mà bệnh ngừng thở tắc nghẽn nó có gì nó nổi bật đấy không? Mấy cái sơ đồ em thấy là nó cũng giống lúc bình thường. Pour les tâches pression sustenue dans le apnée obstructive, quelles sont les caractéristiques de pression sustenue? Je vous ai montré tout ça tout le temps. Oui, tu dis moi. Em trở lại đi. Vous voyez, ici. Non. Sur les apnées obstructives. Est-ce que
C'est comme les sangles. Là, ici, vous avez les pressions susternales. Ici, vous voyez bien que ça bouge comme des sangles. Hein. Ça continue à bouger. C'est un peu comme les sangles. Les ateliers obstructifs sur la pression susternale, on voit toujours les mouvements. C'est comme des sangles, en gros. Pour assimiler, pareil, sans ou pression susternale. Ok. Ok, con hỏi gì không nhỉ? Vô thành một chồi này. Bật đèn cho anh cái.